đơn trong năm nữa. Hai ba luôn à? Wow. Trời ơi, trên cầu thang đấy sao? Cầu thang cái chi mà Như Phương với Nhật ký của mẹ với lại gì? Phương Như là anh Khoa đó. Từ anh Khoa đổ qua Phương Như trừ như này đi. Đổ phong thủy không phải đổ phong thủy ở bên đây tùm lum quá. To to không mày? Còn to to không? Sĩ về mới vừa xong, ăn xong. Nên là bên nó tùm lum quá. Ngọc Gia Hăng từ trong năm á, cứ để đó đã. Nhà Cúc nghe cái của mày là đơn đầu tiên luôn. Lên chị em mình nha, lên thôi. Từ Kiều Nguyễn à, 17/1 rồi thôi bỏ xuống xã đi. Bỏ xuống xã cho rồi bô biết hàng là từ trong năm. Chị này là từ chị gì à? Anh gì đấy? Về cái gì anh Khoa đó? À, anh Khoa. Anh Khoa xong chuyển qua là Phương Như. Phương Như xong giờ đây. Đây cái này là nhật ký của mẹ. Phương Như. Xong từ trong nam tới giờ. Chá thấy ghé lái gì hết. Làm một bao to cho bá luôn. Lên nha, lên và chia sẻ lên luôn dùng nguyên trẻ mình ơi. Bên kia nó tùm lum quá, bên đây nhìn gọn gọn hơn là giọt của bên đây đứng. Rồi nha, lên đi trẻ mình ơi, sĩ về trẻ. Sẽ đập cục đá. Còn hai bao hàng bông. Lên và chia sẻ với quẹt cái môi to quá. Quýnh cái môi, à quên, quýnh cái môi đậm quá. Cái nào mới chốt xong là đi đơn rồi nha. À, từ từ lúc trưa mình có quần riêng 105. Chị Nguyễn Thị hình như có rồi đó chị ơi. Hình như có rồi nha. Lên đi chị em mình ơi và cố gắng chia sẻ sang hàng sale. Nhớ chia sẻ luôn dùng nguyên nha. Kiểm tra thử. Chia sẻ xong kiểm tra tương tác vô. Comment thử là mình đã hiện lên logo người chia sẻ chưa nha. Để mà sang hàng sale, để mình chia sẻ phát cái đã. Để mà sang hàng sale nha. Qua rằm là xả bom được rồi đúng không? Xả bom. Cái này là đơn nè, đơn từ trong năm. Từ ngày 12/1, 17/1. Từ trong năm rồi mà không thấy ghé lấy. Màn toàn bao to không? Sợ luôn. Sợ luôn. Nào mà tin tưởng để gái lái đấy. Nhật ký của mẹ như ngay đau được mình thì Bảo Hòa. Chỉ có coi like để ý. Nắng. Nghe bảo là đường Huỳnh Thị Bảo Hòa thôi. Xem thôi nha. Rồi ok xem thôi. Nhớ nha. Trưa nay tối nay có đồ nam. Đồ nam mắt ta. Ok cảm ơn Nhung Hà nha. Lên nhé chị em mình ơi. Chia sẻ nha. Săn hàng sale nha. Nhớ là đừng. Nhưng mà đã đi đơn chưa à? Hello, hello chị My Nguyễn, hello chị Bé Xù, hello chị Trang Hoàng, hello chị Đặng Văn nha. Hello chị Châu Hồng Đào. Lên nha, hello chị Thi Nguyệt nha. Chị nào vô rồi, tương tác lên, kiểm tra thử là mình đã có logo người chia sẻ chưa. Hello chị Thanh Duyên Trương. Hello chị Tuyết Nga nha, em lên nha. Em lên, em sale hết hàng bom. Sẽ hết cái hàng ghé lái từ năm ngói, từ cách đây 2 năm trước. À 1 năm trước. Buồn ý lắm vậy em mình ơi. Chia sẻ nha, chứ không là sang hàng sale không chia sẻ thì lại tiếp nha. Không phải cà phê nữa sao? Chia sẻ cho thầy đi, Tình Ngô bảo là chia sẻ cho thầy đi, rồi chúc đơn nha, em chia sẻ em phát nữa đây nè. Chia sẻ đi sao? Em lên nha. Ok. Ok, ok, ok. Hai bao, hai cái tải này nữa. Từ trong năm, hai bao này là hai bao trong năm. Giờ nó mới qua rằm, nó mới trả. Toàn bộ là hàng cuối năm chứ không. Nghĩ rằng đó. Bỏ với ông đĩa nè. Rớt á. Đừng có động vô hay mấy viên tát. Không nhớ là động vô chứ. Ủa sao cũng uống à. Một xíu. Lên luôn nè chị em mình ơi. Trước cái đơn của chị nhật ký của mẹ. Nhật ký của mẹ. Đơn này là đơn trong năm. Hello chị Ly Ly nhé. Đơn trong năm. Nè. Các thể loại luôn. Các thể loại luôn.
em lên nha, cố gắng chia sẻ luôn dùng nghe nha chị em mình ơi. Ba đôi tắc hàng công ty nha, ba đôi tắc hàng công ty. Hàng này em sale bao nhiêu tiền ta? Sale 9k, hàng này hàng 28.000 một con này. Lên mã này. Thôi cái này thôi, tao mỗi chuyện con này. Hàng này hàng 28.000 con. Nhưng mà thôi, tạm thời là con này, chị nào là khách quen mới chốt, lên luôn những mã này là mã không đồng. Nha, hàng công ty hàng 38.000 một đôi, có 3 đôi. Tạm thời thì con này là khách quen em mới chốt nha. Chứ để mà con không đồng xong cái trải ra cái xong cái gom đơn lại mệt lắm. Không đồng luôn dùng nguyên nát 3 cái. Đi đơn rồi chị Bông ơi, đi đơn rồi nha. Hình thì thí viên con, hình thì hành con, cho quý đặng con, tạm thời là con đó chốt cho chị đặng chia sẻ. Nha, và khách quen. Con này hàng 49k. Em sale luôn cho chị em mình luôn. Hàng này hàng sale 49, hàng Quảng Châu nè. Brazil nha chị em mình ơi. Bán tặng nhá. Con này bán tặng 29k. Brazil và con này 60 cái chị em mình vẫn mang được luôn. Nha, lên luôn dùng mã này là mã 29k luôn dùng em nhá. Có mốt. Đây, dây thật đơ lên được. Đây chị em mình nè. Lên luôn dùng mã dây. Con này đang sale 49.000 nè, thì chị em mình tặng 29.000 nhá. Cố gắng chia sẻ lên luôn dùng 29.000. Rồi con này. Con này đang sale bao nhiêu tiền? 39.000 đúng không? Lên mã này là mã tặng 19k luôn. Tặng 19k, không đồng em hết. Không đồng em hết. Con này sao chị em mình, nó nhỏ nhỏ con ấy. Kêu Dung. Nhỏ nhỏ con thôi, cho chị em mình tầm khoảng 50 52 đổ về thôi. Nha, lên luôn dùng mã này mã 19k. Con này xinh lắm, con này xinh này. 29 nha. Con 29, con này lên luôn dùng mã này là mã 19k. Cố gắng chia sẻ lên luôn dùng nhá, 19k. Đây, con này nè, hàng tổ ong này, hàng tổ ong là em đi 79k này, không bữa sale 65k. Cái này em đi luôn chị em mình tặng 45k. Cho Dung Nguyễn. Tặng 45k nhé chị em mình ơi. Hàng sale 65 xong, 79 xong sale 65, và còn lại là hàng này là hàng từ năm ngói giờ đây này. XL C60 nha, lên luôn dùng nguyên mã 45. Con này là quần tổ ong XL C60 nhé. Bà ra em hết rồi. Lên mã tổ ong dùng nguyên, chốt cho ai chia sẻ thôi chị em mình ơi. Chốt cho chị nào chia sẻ thôi nha. Cũng làm cho thanh viên trường. Chưa khi Giang ạ. Giang ạ. Cũng làm cho thanh viên trường. Đây chị em mình ơi, rồi tiếp luôn dùng nguyên con này CM hàng 3 khóa. Hàng này em sale 125.000 đúng không? Em đi luôn chị em mình 89.000. 3 khóa. Cái này nam mang được, nữ mang được nha chị em mình ơi. Hàng này hàng vẫn đang đi là 125.000, hàng ngoài thị trường người ta đi 155.000 lận đó. Em đi luôn chị em mình mã này là máy mới vừa nói xong bao nhiêu? 89.000 3 khóa, sao chị em mình 57. 57 đổ về, nam nữ đều mang được con này hết, lên mã 3 khóa luôn dùng nguyên nhá. 89. Nhung Hà đã chia sẻ đâu? Nhung Hà đã chia sẻ đâu? Diệp Cao thì là chia sẻ chưa? Bảo là vô comment mà chia sẻ luôn dùng nguyên mà chưa thấy. Cho quý Trương. Thanh Dương Trương à? Nên chưa lên trước à? Quý đạn lên không đúng mã. Lên không đúng mã, tình ngô không chốt. Rồi size này chị em mình 52 đổ về. Quần tomboy hàng 89.000 của nhà Nguyên này chị em mình ơi. Hàng 89 cái này đi chị em mình là 69.000, 65.000. 65.000. Size 52 đổ về nhé, con này đẹp cực kỳ luôn, hàng 89.000. Em đi luôn chị em mình con này với giá là 65.000. Bình thường thôi mà là gì? Chắc do mạng đó chị Phương Lương ơi, do mạng ấy. Bên này coi ok. Cũng đang sáng đẹp. Đang sáng đẹp. Bo cho chị người tình trăm năm là 65.000. 65.000. Con này bao nhiêu tiền chị em mình ơi? Con này hàng nguyên sale 79k này. Hàng sale 79.000 này. Em đi chị em mình 59.000. Chị Nguyễn Thị có chia sẻ công khai đâu. Xe 52 đổ về, lên mã mặt cười. Lên mã mặt cười luôn dùng nguyên cái ba khóa em hết rồi. Chốt mã mặt cười luôn dùng nguyên 59k luôn. Con này dòng da cá tàu, hàng này đi nhập sĩ trên trăm. Nhập sĩ trên trăm này, lên mã mặt cười dùng nguyên nhé. Mặt cười, rồi còn hai bộ này nữa. Hàng này hàng một. Mua từ cái thời nguyên xe 149.000 ấy. Chị chốt cho chị nào chia sẻ thôi. Chốt cho chị nào chia sẻ nhá. Này chị em mình nhìn nè. Rõ đúng không? Rồi ok. Size chị em mình 60. Hàng này em đi luôn chị em mình 119.000. Hàng em xe 149.000 ấy, xe 60. Bộ lụa 3D nhá. Lụa 3D nha, 119.000 thì thật sự không đi nhập ra được rồi. Cảm ơn mã gấu, bộ này bao sang luôn. 119.000. Gấu 119.000 luôn dùng nguyên, và ngựa 119.000. Nha, gấu và ngựa 119.000. Giá thường của em đi là 100, sale 149.000. Đấy. Chị này là đơn đầu tiên, chắc là không có duyên, bảo là ở đường mình thì Bảo Hòa thì gần nhà em. Thôi để cái lái từ trong năm tới giờ. Hồi nãy giờ bao nhiêu món là 12 món, 13 món rồi đúng không? Phan Ngọc Bích. Mười mấy món rồi. Rồi nhá, lên mã ngựa luôn dùng nguyên. Comment mã ngựa luôn dùng nguyên 119, gấu em hết nhá. 119.000 thôi. Mặt cười em hết chị em mình nè. Mặt cười em hết. Hàng đẹp mê, cảm ơn Nhung Hà Hà. Nhung Hà Hà phát cái đơn mấy triệu rồi. Đừng có gom.
đừng có gom. Rồi tiếp đơn của chị Phương Như, không phải Phương Như à, à Phương Như, Phương Như, Phương Như, chị này chắc cũng hơi bị to. Phương Như, Phương Như là anh Khoa mọi khi đây, anh Khoa mọi khi đây. Mua cái này chán lắm chị ơi, chị có xem like để ý giùm em, cực em lắm luôn ấy. Từ trong năm tới giờ bảo ghé lái cũng không ghé lái, nhắn bao nhiêu lượt đấy mà một đợt Nguyên đã không bán, xong lại đổi tên rồi đó, xong lại đổi tên qua tên này rồi đó, hay biết nói luôn, chịu luôn. Sailor nhá, con này lên cực đẹp, cái này tặng 29.000 được không? Sailor nhá, size 55-57, toàn bộ hàng này trẻ mình nhìn để hàng này người ta like giá rất là cao, hàng tá này like giá rất là cao luôn. Em đi trẻ mình con này 29.000, váy sailor nhá, tặng 29.000, mang phía trước hơi hơi giống dạng dạng yếm này, trẻ mình mang đi biển này, mang mặt nhà đi biển đi chơi gì cũng được, đi cà phê cà pháo vô tư, đi cà phê cà pháo vô tư. Bộ này bao nhiêu tiền? Em sale 69.000 đúng không? Em đi trẻ mình 59.000 đi, 59.000 đi, bộ chữ nổi sai, à, bộ chữ nổi này 55.000 đi, chữ nổi 55 nhá, chị nào lấy chữ nổi 55 lên chữ nổi 55 luôn dùng Nguyên. Size 9 nguyệt trần rồi nhé. Chữ nổi 55 nè, size trẻ mình 57 đổ về. Chữ nổi 55, size 57 đổ về để chị em chốt đẹp. Chốt cho chị nào chia sẻ thôi nhé. Cố gắng chia sẻ lên luôn dùng Nguyên. Và chị nào có đơn thì cố gắng là gom nguyệt trần có rồi nhé. Em mệt như thế này mà mất lòng khách. Nói chung là nó qua nó về mất lòng, cứ con cái. Gom 2 like, gom 3 like. Chữ nổi đến lúc Nguyên bảo thôi như thế này em không ấy nữa em xả ra luôn. Rồi bắt đầu là bảo khó khăn khác kiểu mắc lòng chị em mà Diễu nói Ngô không chia nha. Sẻ em cứ nói như thế, cứ nếu như mà có một đơn có một cái thì em sẽ chốt thêm cho chị em mình thêm một like. Nếu như mà mới một like mới có một món thì chị em sẽ cố gắng gom thêm một like, còn mà đã có trên thì cho em đi đơn luôn vì mua đã quá rẻ rồi. Hình như chị Trần Xuân Liễu hồi nó mua cái này sale 79.000 màu tím không đấy, chị Trần Xuân Liễu là xuống nhà lấy thùng Thái đâu không có hàng bán. Em đi luôn chị em mình con này 35 size 60, 35 thun Thái, 35k và size 60 dùng Nguyên nhé. Chị nào lấy mã 35 size 60. 35 size 60 nha. 35 size 60. Ok, Liễu Ngô chữ nổi. Em thấy chị Tuyết Nga rồi. Con này tặng 35 cho Hình Thị Thị Hạnh. 19k luôn, con này xinh lắm luôn. Nhưng mà chị em mình tầm 52 đổ về thì chị em chắc đẹp. Lên mã rút 29.000. Rút 29.000, con này mang giặt cà rốt top 29.000. Rút 29, chốt rút 29 luôn dùng Nguyên nha chị em mình ơi. Rút 29 đài, con này mới vừa sale 105.000. Con này hàng đi 105.000 sale 1x. Đuôi chị ơi hết rồi. Em hết rồi. Hả? Hồi nãy bà đã xả đọc có 19.000 đó, thôi 19. Nhà Hình Hồng Nhung. Cứ 19.000 luôn. Nha chị em mình nói trước nhá, sang sale chị em mình đừng tính tiền ship với Nguyên. Vì là mỗi một món chị em mình có thể mua nhà Nguyên một món lợi hơn chị em mình cả tiền ship rồi. Thật sự đấy. Nên là đừng có tính toán từng ship dùng Nguyên nhá. Mua một cái hai cái để cho người ta đi đơn gom rất là đơn rất là cực. Hàng này hàng em sale mấy tiền ta? Sale mấy tiền? Hàng 105 này. Nha lên mã này sale 55 đổ về khoác xịn nhá. Em đi trẻ mình con này 85.000 nắp luôn. Khoác xịn dùng Nguyên nha. 105 luôn dùng Nguyên. Khoác xịn 105. Khoác xịn 105. Chị nào lấy khoác xịn 105 lên luôn dùng Nguyên. Con này lên luôn dùng mã kiểu 29 hình như Trần Xuân Liễu không? Con này em đi trẻ mình luôn cái tay của nó nè. Con này nè, cho quý đạn 85 cho quý đạn. Này chị em mình nhìn cái tay này, size 55 đổ về. Con này em đi luôn chị em mình bao nhiêu tiền ta? 39.000 luôn. Con này đẹp lắm. Đây, size 55 đổ về. Lên mã xanh 39. Không bán 105, xanh 39 chút lên luôn dùng Nguyên nhé. Xanh 39, chị nào lấy xanh 39 comment lên xanh 39 luôn dùng Nguyên. Hai con này nha. Hai con này em tặng luôn chị em mình 29.000 luôn. Size 55, 57, tặng 29 sơ mi sao. Tặng 29, hàng này là hàng bơm hàng xả nha. Nhiều khi là mọi chị em mình hương, hương. Mới vô co like tưởng là hàng xổm. Hàng xổm. Chốt nhắn tin chị nhắn tin lại giùm em đi chị Ngọc Nguyễn ơi. Chị rep lại giùm em đi nha. Chị bảo thiếu cái gì thiếu. Em không chị ơi, thiếu cái gì đó rồi mai nhân viên chốt nhá. Con này em đi luôn chị em mình mới nói bao nhiêu tiền. 29.000 size 57 rồi. 29.000 Thanh Duyên Trương. Thanh Duyên Trương. Con này lên gấu tặng 29 luôn. Chị em mình thích thì mang như thế này, không thích chị em mình mang thêm một cái bà ra ở trong nữa. 29.000 luôn. Con này lên mã tặng gấu 29 luôn dùng Nguyên nhá. Chúc cho chị nào chia sẻ nhé. Tặng gấu 29. Tặng gấu 29. Hàng này hàng sale 83 này. Nè. Phải. Bữa nay đâu tiền ra con nãy. Size gì đây? Size 60. Comment mã ngố.
Em đây luôn trẻ mình là đoàn. Con này hàng 75 chứ. Em đây luôn trẻ mình là 6 gì. Gấu cho nghĩa đoàn nha. Con này quần của nó giờ không phải quần ngố, quần này quần lỡ ấy. Quần này còn lỡ trên gối xíu, con này đẹp lắm. Nha, lên mã lỡ 60k size XL, size 60 cái trẻ mình mang được nhé. 60k lỡ 60. Thì nào lấy lỡ 60 hàng 89. Hàng này nguyên sắp lên 29 hết gấu rồi nha. Hàng này hàng sắp lên. Đây trẻ mình 89.000 này trẻ mình. Cái này em đi trẻ mình 79.000 size 60. 79.000 size 60 lên mã xanh 79k size 60 nhé. Bộ xanh 79.000 size 60 nha, chị nào lấy bộ xanh 79.000 size 60. Chị nào mà khách mới kèm luôn thông tin trên like cho em nhé. Kèm luôn thông tin trên like luôn dùng nguyên. Cái chị Huỳnh Ngọc da hăng này như thế nào đây ta? Mà miết đi. Lại nữa hả? Cho chị cha mình. Kiều Nguyễn nữa. 59k luôn, bộ chữ nổi 69.000 giá giật mình rồi. Kiều Nguyễn. Sao chị em mình 55-57 đổ về nha. Ngố, 55-57 đổ về nhá. Em đi luôn chị em mình con này luôn. 59.000 bộ đấy. Bộ sale 79.000. Bộ nó là cốt tông tàu. Lên mã chữ nổi 59.000. Sai này 57 đổ về. 57 đổ về chữ nổi cho Hồng Đào. Chữ nổi cho Hồng Đào. Chữ nổi cho Hồng Đào 59.000. 59.000 nha, cho chị Thanh Duyên Trương. Thanh Duyên Trương bộ này. Rồi tiếp cái đơn của chị là hình như là hàng bé không? Toàn hàng bé. Toàn hàng bé hết. Bộ dài nữa chứ. Bộ dài nữa chứ. Size 15. Em đây luôn trẻ mình 59.000 hàng này, hàng em đây luôn trẻ mình 79-85. 59k chữ nổi em hết nha. Ngọc Trâm. Đâu? À bộ xanh 79 à. Ok, Ngọc Trâm. Cái này em đây luôn trẻ mình luôn 59.000 hàng kit moon size 10 à. 15 nha chị em mình ơi, bộ này size 15. Comment mã này là mã cô gái. Size 15 chốt lên luôn dùng nguyên nha, chữ nổi em hết rồi. Chữ nổi hết chữ rồi. Chữ nổi hết rồi, lên mã bộ bé. Bộ bé luôn dùng nguyên. Mấy tiền quên mất tiêu, 59k. Bộ bé làm chi cho Thúy Phan. Thúy Phan à? À, Huỳnh Hồng Dung lên trước chị. Này chị em mình bộ này bộ da cá size 15, hàng này hàng 85. Em cũng đi chị em mình 59.000 luôn. Nha, size 15. Comment mã này là mã mèo. Mèo luôn dùng nguyên nhá. Hàng 2 hàng tách của nó là 200 mấy nghìn, cái bộ 239 nghìn, 239 nghìn. Chị nào lấy cái này lên mã mèo luôn dùng nguyên nhé. Comment mèo luôn dùng nguyên, em đi trẻ mình 59 nghìn. Size này là size 16. Cái này đường Hồ Văn Thái nha, cân cực kỳ. Chữ nổi em hết rồi, hết chữ nổi rồi. Nè cho Thúy Phan này, chị em mình nhìn cái này đi, em đi luôn trẻ mình cái này luôn 60k luôn. 60k cho nó vui nhé. Hàng này hàng tách của nó là 159 nghìn. Đi 60 thì là coi gì vậy, em mình mua được rẻ 100 nghìn. 60k rẻ 100 nghìn. Rẻ 100 nghìn. Đây còn của Phương Như. Cái này xe 65 này đi trẻ mình luôn 49 nghìn. Xe 55 rẻ 59 hết rồi Thanh Lê nha. 49 nghìn xe 55 nha. Chị nào lấy cái này lên chung mã đùi 49 nghìn xe 55. Hàng này em xe thật sự là hàng em xe 69 nghìn. Rẻ 60 cho Chích Phan. Chia sẻ đi chị Chích Phan ơi, chia sẻ lên luôn giùm em đã. Comment mã đùi dùng nguyên mắt. Toàn bộ hàng này hàng bom. Đây nè bà con ơi. Nhiều. Đây nè bà con ơi. Rinh luôn như đây. Cái chị kinh rí. Cái chị kinh rí. Cô Thành Hồng Nhung. Ây đó mà. Yến Lô Kinh đây nè. Rồi Giang. Trời ơi chị ơi. Thành Hồng Nhung cái này 49 à. 49 nghìn. Đang đi không được à. Chị bảo là không nhận hàng mà đi đơn, nó bảo thuê bao đâu có giao được. Thuê bao có giao được đâu. Nguyễn Hương nào đây, không thu được hàng. Công ty dệt may Hòa Thọ. Điện Thắng, Điện Bàn, Quảng Nam. Trời ơi, để lên hàng Nam nha. Em lên nhanh cái này để đi lên hàng Nam. Ninh Phước chứ. Ninh Thuận à. Thủy Ninh Thuận này cũng đâu có đi đơn được. Ôi trời ơi. Thôi tạm đây chừng này đi chị em mình ơi. Để còn lên hàng mới. Cho bà sập cái kéo. Rồi nha. Trời, thấy cái bao hàng thấy nản, thấy ngợp luôn ý. Bao hàng thấy ngợp luôn ý. Đây cũng đi tới Quảng Nam. Rồi 4 ngày liên tiếp không nghe máy. Hạnh Bùi nè. Ôi thế. À, chà 80 nghìn. Chị
em mà nói cái đơn 80.000. Chị Hạnh Bùi ơi, như thế hình như đang mới thấy có đơn nữa này. Buồn tiếng kia luôn. Cũng muốn ấy lắm đó chị em mình, nhưng mà thôi, không nói nhiều. Nghiệp ai người đó hưởng nhá, người đó chịu nhá. Em mệt lắm. Ai tạo nghiệp người đó chịu nha. Thun Thái này chị em mình, đâu có hàng bán đâu. Thun Thái này giờ đâu có hàng bán đâu. Bộ Thun Thái, bộ này là bộ sale bao nhiêu tiền ta? 89, à quên lộn, 85.000 đúng không? 85.000 xây 60, cái này em đi luôn cho chị em mình luôn. 65.000, 65. Bộ ni răng em mùi dầu ta. 65.000 đúng không? Nghe có mùi dầu đúng không? 65.000 nha chị em mình ơi. Này tới 3 bộ luôn này. 65.000. Bộ này là toàn bộ Thun Thái chị em mình nè. Bộ tim này 65 luôn. Thun Thái 65 cho lai đặng. Tim này 65 luôn nha chị em mình ơi. Size 6 chục nha. Nha. Tim này size 65. Nha, size 6 chục. Nha, muốn nói là chị nào tạo nghiệp thì chị đó chịu nha. Em không cần phải nói nhiều nữa. 65.000. Đáng luôn. Tim 65 cho thanh viên trường. Giờ quả báo đến sớm lắm chị em mình ơi. Đến sớm lắm. Bao luôn dùng nguyên. Bao nha. Bao luôn 65.000 luôn. Trời ơi. Này. Mua có gì bộ 115.000 ship, 30.000 vô là 145.000. Hẹn nhận đồ cho leo cai ngồi cổng. Gọi cấp máy. Lên mã nha, lên đúng mã. Cái này lý do là hẹn lấy đồ cho leo cai. Gì? Ngồi cổng, cho leo cai ngồi cổng, điện cấp máy. Ủa chưa? Bèo, thanh đạn chia sẻ vô. Chị mình nghĩ cái bộ này mà sale 125.000 thì phải bao nhiêu tiền? Chia sẻ vô nha. Cái vô trong, vô tới điện ngọc 30.000, quay ra 15.000 nữa. Trời ơi. Rảnh. Không, mấy cái người mà thấy đa số vô cái công ty mai gì đây nè. Hay có hàng bom lắm nè. Hay. Công ty bom này. Công ty bom thiệt là chắc là công ty bom. Nè. Cái này hàng mẹ hãng như vậy mà đây, bộ hãng. Bộ hãng này size 57 58 hàng sale 125 nè. Tội shipper hay chứ. Tội nguyên nữa chứ. Vừa shipper nó không có có tiền đơn rồi còn nguyên còn tiếng tốn tội tiền. Tội cho thầy nữa nhé. Tội cho thầy. Tiền ship đây tiền hoàn về, em đây luôn chị em mình bộ này 99.000. Nha, 99.000 hàng 125.000 đó, 99.000 luôn. Cho người ghi đơn hay chứ. À, rồi cho người ghi đơn. Trời, nói chung là tội cho tất cả những người à like này. Cho người tình trăm năm. Rồi nè. 99 à. 99.000 luôn. Cái bộ này em đi luôn chị em mình luôn, 75.000 size 60. Đổ về chị em chút đẹp. Nha, buồn ấy thiệt đấy chứ chị em mình. Nãy giờ toàn xả hàng bom ấy. Toàn xả hàng bom ấy. Mấy cái quý vị. 75.000, 75.000. Mấy cái vị này em chán luôn rồi. Hết rồi nha. Đáp này em xe chị em mình 75.000. Sỉ nhà em không có giá này nha. Thực sự bán những cái này vừa bán cho chị em vừa rẻ vừa đẹp mà còn bom. Thanh đạn chia sẻ vô. Lên mã đáp. Đáp này con bộ. Đáp này em đi chị em mình 75.000. Buồn ý lắm chị em. Nói nhiều à. Không, 75 cho Kim Nguyên. Cái khách lại nghĩ là con này sao mà nói. Viên trường. Nó bán mà sao nó nói lắm thế. Mày. Cái này áo nam. Đát 75 cho thanh viên. Cái này đi chị em 43.000. Con này quá đẹp luôn. Con này quá đẹp nhá. Cái này toàn hàng bom nha chị em mình ơi. 43.000 luôn. Sĩ nhà Nguyên không có giá này đâu. 43.000 con này. Nha chị nào lấy cái này lên mã 43. 43 size này là size 57 chị em mình nè. Vải đẹp lắm. Chị nào nhận con này về chưa? Thấy chị Sương Tiết. Chị nào nhận con này về chưa? 43 cho thanh viên. Con vải sướng lắm. Áo nữ này sale 45.000. Đi chị em mình 35.000. 35.000. Size gì đây? Size 55. 35.000 size 55. Nha. Size 55 chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nhé. Em lên chị mình áo na. Hết bộ và hết đá rồi nha. Áo nữ, cái này là áo nữ nhá. Áo nữ chị nào lấy áo nữ lên. Đúng áo nữ. Đây là còn một con quần hai da nệm sale 79.000. Sale 79 này đi chị mình 65.000.
65, size 57, quần 2 da, quần dài 65.000 nhé. Quần 2 da, quần 2 da nam nhé. Chốt hồi không được à. Chị Thanh Đặng có chia sẻ đâu, đâu có hiện logo người chia sẻ đâu. Không có lên logo người chia sẻ nào. Do chia sẻ không công khai đó. Đây số 5. Do chị chia sẻ không công khai 65.000 luôn. Nam cho Lai Lê số 5. Rồi nha. Nguyên nói là mình năm mà nó sale được vài đợt như thế này sướng quá. Không, tối nay em không có bộ bé nha. Tối nay không có bộ bé nha. Hàng này thì mang kiểu gì nó cũng sướng. Hắn quá là rẻ luôn. Nè, nó đang lộn xộn size nha. Thái Hình Thị thì hẳn đang lộn xộn size, lộn xộn mã nha. Em bóc đại em sale như vậy mà nói cái này ba con size M. Hai con size M, hàng này là hàng thì hả? Được mấy mã rồi. Em vét nốt luôn nè. Bộ Nguyên đang mang từ từ. Cái này là em vét nốt luôn rồi nè. Hàng mà năm mà nó sale được hai đợt này thì chị em mình mang xúc mang hàng sale miết, mang hãng mà mang hàng sale miết. Quần nam không, đâu có thấy đâu. Đâu có con thấy đâu. Nga sao? Cái này em đang có size M size 57 nè. Em vét nó rồi còn chưa tới 100 cái nhá. Chưa tới 100 cái này đâu. Em đi luôn cho chị em mình con này luôn. Đẹp không? Đẹp không? Rất là nhiều chị đã mua được con này mà còn hỏi thêm. Hàng này 215.000. Không, tới em không lên đồ bé nhá. 215.000 size M size 57 đổ về là chị em chốt đẹp. 57 đổ về nhá, có 3 con thôi. Em đi luôn chị em mình con này với giá đi luôn chị em mình là 59.000 một em. 59.000 một em như thế này nhá. Hàng này 215.000. Size M nha chị em mình ơi. Nha, hàng này mới vừa up lên trang ấy. 75 cái này không có. Em lên từng size chị em mình tốt, chốt từng size luôn cho Nguyên nhá. Size M có 3 con size M. 59.000. 59 cho Thanh Thị Hạnh. Chị em mình mua cho chị Thanh Dương Trương. Cho chị Thanh Dương Trương là hết. Thanh Dương Trương là hết. Có 1 con size XL size 65. Có 1 con size XL cho size 65 ở đây 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 đang còn. Đây còn. Thanh Dương Trương 2 con ạ. À? Thanh Dương Trương 2 con. Huỳnh Hồng Nhung 1 con. Huỳnh Hồng Nhung 1 con. Chốt cái chị nào chia sẻ lên luôn giùm em đi. Trời ơi. Chị Nguyễn Vương lên thông tin lại cho em nhé. Lên lại thông tin cho em. Cái này. Áo nam chị ơi, hàng mắt ta nè, hàng này hàng thương hiệu rồi, hàng 215.000 nè. Ủa sao kỳ á, à. Chị Trang Phan à, chị ơi, mai chị gọi qua lại giùm em cái. Mai gọi lại giùm em nhá, xanh xây mờ em hết rồi. Đây nè, không bao giờ nó đi, hàng này không cần quảng cáo nhiều nữa nhá. Em mới up lên trang cá nhân ấy, hình mẫu nó mang ấy. Xay này là xay 65. Ok, xây mờ, cái này là xay XL. Cái này xay XL là xay 65. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên 65 cho chị Nguyễn Vương có rồi nha. Phan Ngọc Bích nè, sợ này. Con này cho chị Phan Ngọc Bích. Phan Ngọc Bích không muốn mở ra không xếp lại được đẹp như người ta xếp. Rồi size 2X size 70. Size 70 2X. Chị nào lấy mã này mã phối trắng. Size 70 lên luôn dùng nguyên cho chị em mình thôi. 59.000. Riêng cái gì mà săn về hàng hãng thì nó sướng cái đời luôn. Không, cái này cho to nhất 70 cái này. Ôi, chị em mình thấy con này hình mẫu nó mang chưa? Đẹp hề. Đấy, không có 80 kg vậy. Lên luôn dùng nguyên 2X chị Thanh Duyên Trương. Thanh Duyên Trương. Thanh Duyên Trương. Mình xếp nó sóc đi. Mà không mở ra thì khách không coi được. Không, em lên từng cái. Từng cái chị chốt cho nó dễ nhá. Cái này cũng đang có size M và size XL. Màu trắng, V trắng này đang có size M. Chị, mai chị gọi qua lại giùm em này. Mai gọi giùm em nhá. Cái là báo em kiểm tra nhá. Chứ giờ chị hỏi em cũng không biết luôn. Hàng 200, con này 225. 225.000 lên mã viền dùng nguyên nhá. Viền này có hai size. Một cái size M. M tầm 57, XL là 65. Chốt đúng mã cho em nhé, cho nó dễ nhé chị em mọi người. Lên mã viền, hàng 215, mua đi. Size L không có, mua đi, không còn hàng này nữa đâu. Một cái size M và một cái size XL, M tầm 57. XL cho những anh nam là tầm khoảng 65 độ về. Mời cho Hồng Đào. Mời cho Hồng Đào. Mời chị cho Hồng Đào để bỏ y cái này vô mai xếp cho nó đẹp. Ok nè, còn một cái size XL viền nhé chị em mọi người. Còn một con size XL viền. XL chữ tiếp nha. XL chữ tiếp nha. Đẹp lắm chị em mình, đừng có lăn tăn những cái mã này. À đây nè, viền CL ở đây nè chị em mình nè. Đang còn lộn xộn, cái này là sỉ lên. Trời ơi, sọc. Những cái bộ này quá sướng, những con này quá sướng. Đây. Viền còn XL này ba nè. Viền còn XL nè. Viền XL cho Hồng Đào. Cho Hồng Đào. Chị ơi, lên size chị Hồng Hà ơi. Cái này còn cái CL. Viền trắng này còn cái CL nha chị em mình nè. Đào Nguyễn xin xin. Còn chưa tới 100 con nữa chị em ơi. Lên nhanh nhé, 59.000. Còn cái CL tầm 62 đổ về là chị em mình chốt ok. XL mã này hết chị Anh Duyên Trương ơi. CL, viền CL, hết CM nha chị ơi. Viền CL nha. Viền CL lên luôn dùng nguyên con này 2X. Con cây bự này em bóc trước nè.
Viền size L là size 62, hồi nãy chị nào hỏi viền size L á. Viền size L là Đặng Ngọc Thiết. Cái màu cái tay mình nó dơ là dễ. Dễ, con này trắng nó dơ lắm. Nha, lên mã trắng này size XL, size 70. Size 70. Size 70 nha chị em mình ơi. Sợ những cái màu là cái tay nha. Mình dơ dơ xíu là cầm vô là nó dơ. Nha, lên luôn dưỡng mã này là mã 2X. 2X thì Thanh Dương Trương. Ok, Đặng Ngọc Thiết có rồi. 2X Thanh Dương Trương bỏ vô trong cái bị không dơ liền á. Màu trắng này nhanh dơ lắm, bán nó màu trắng này sợ lắm. Đẹp đẹp nhưng mà sợ dơ lắm. Nha, rồi lên chung mã xanh. Xanh. Viền trắng size L em hết rồi. 59.000. Sẵn này phát luôn cho chồng vài con. Hàng này chị em mình nè. Này giờ trên con này thì sale 108. Con này hàng sale 108. Nha. Cái này lên chung mã xanh XL con cái. Xanh XL đang con cái XL tầm 65 kg là chị em mình chúc đẹp con này luôn dùng nguyên nhá. Lên mã xanh XL. Xanh XL nguyên có một cái. Chị nào lấy xanh viền trắng em hết nhá. 59.000 chứ không phải là 159.000 nha chị em mình ơi. 59.000. Đấy, nghe rõ luôn dùng nguyên và chúc đơn. 59.000 xanh size XL size 65. Xanh size XL size 65 nha chị em mình. Xanh XL cho Thanh Tâm. Xanh XL này. Xanh size M. Còn cái xanh size M size 57, chị nào lấy xanh size M lấy xanh size M nhá. Bộ đang mặc có xíu em lên, chờ em xíu xíu. Chờ em xíu xíu nhá. Xanh size M có một con, chị nào lấy xanh M lên xanh M luôn dùng nguyên nha chị em. Xanh M. Xanh M xanh M, chị nào lấy xanh M comment lên xanh M. Hai cái phối này nè. Hai cái phối này size một cái size M, một cái size 2X. Phối xanh nhá. Phối xanh một cái size M tầm 57 và 2X đến 70. Viền em hết rồi, chốt mã phối xanh. Một cái size cái này phải xanh có. Xanh M cho Quýt Sương. Giải chị soạn sẵn thì lên cho nó phải. Giờ còn lẻ tẻ quá, cái này là xỉ xong bóc lên mới vừa xong vừa là em ăn xong là em lên luôn ấy. Nha, lên mã phối. Phối 2X chị Thanh Duyên Trương. Ấy cho Thanh Duyên Trương. Nên là đang còn lộn xộn lắm luôn nha. Rồi lên luôn dùng nguyên mã này. Nhưng mà những cái mã đẹp này mà để bác sĩ không thì tiếc quá. Phối nhá. Để bác sĩ không thì tiếc lắm. Còn một cái size M. Size M là 57. Cho Đặng Ngọc Thiết. Size M, size M nhá. Phối size M. Rồi đỏ đô này. Phối size M là size. Phối M. Cho chị Bích Sương kìa. Chị Bích Sương. Chị ơi, chị Hồng Hà chính xác là lên cho em cái số ký. Chị không lên số ký là không biết đường chốt. Lên số ký chưa? Lên số ký hoặc lên cho em cái size L, size 62. Chứ còn chị ghi như thế làm sao em biết chốt cái gì đâu. Nha, lên mã đỏ đô size L. Size 62 đổ về là chị em chốt ok nhá. Thấy phố mơ rồi nha. Này chị em mình nhìn nè, hàng này hàng size 180.000. Hai con size L, size 62 đổ về là chị em chốt đẹp nhá. Lên luôn dùng mã này, mã đỏ đô. Chốt mã đỏ đô nhá. Đỏ đô, chị nào lấy này lên đỏ đô luôn dùng. Đỏ cho Thanh Duyên Trương. Thanh Duyên Trương con, còn con. Còn con nhé. Đây nè, Thanh Duyên Trương, còn con nữa là hết. Còn con nữa là hết. Cái việc đỏ đô cho chị Lê Nguyễn Phúc Tâm. Lê Nguyễn Phúc Tâm nhé. Cái này size L. Mã này không cần mở ra nữa chị em nè. Viền. Mình mở ra xếp lại không đẹp như thế này. Nha, chốt lên luôn dùng nguyên. Ôi, bữa nay mới thấy là chị Phi Phi Trần đấy nha. Size L. Lên mã viền size L là size 65. Chị nào lấy viền lên viền nhá cho nó nhanh. Viền size L size 65. Còn 2-3 cặp nữa là hết rồi. 2-3 cặp nữa là hết rồi. Đẹp đúng không chị Diệu? Quá đẹp luôn. Mà ăn rẻ. Rẻ giả mang luôn. Lên đùi em sắp lên rồi. Viền chị Thanh Duyên Trường. Cái này đẹp giả mang luôn. Rẻ giả mang. Đẹp là thứ nhất. Thứ hai là ăn rẻ nha. Thứ hai là nó rẻ. Cái này 2X. Mua đi chứ đâu còn nữa đâu. Em vét nó kho luôn rồi. Sót. Cái này là sót kho thôi. Em đi 59.000. Cái này xa 2X. Vét nó kho, bữa giờ em hết hàng này. Về vét nó còn được mấy trăm áo, giờ còn lại được vài cọc nữa là hết. Đấy. Chị em mình nhiều khi về đừng có bảo là em mua con này có 59.000. Về cái phức đó, đó, toàn hàng là 200 mấy với hàng 100 mấy hết nè. Hãy xanh cho cha Hồng Đào. Chứ đừng có bảo là 59.000, ổng tưởng là hàng giỏ. Ổng xỉ ông không mà. Nhưng mà những cái này là toàn bộ là săn được hàng hãng sale đó. Rồi nhá. Lên luôn dùng nguyên cái này XL, phối XL. Phối XL nha. Chị em mình thấy không? Bữa giờ không hề có cái này. Gọi là còn sót kho nên là vét nót đi. Kho nó báo về còn một ít nguyên vét nót. Đi chị em mình giá quá rẻ luôn, size XL. Phối size XL size 65 này chị em mình. Phối XL nha. Không, bữa giờ em chưa lên đồ bé, chưa lên đồ bé đâu chị ơi. Chờ về một lần nhiều lần em lên luôn thế. Chị em mình cứ thong thả đi nha. Phối size XL.
xanh 2X em hết rồi. Phối xanh XL, chị nào lấy phối XL, lấy phối XL, đang còn lại tại quá. 2X cho chị cái, ok, xíu nào có cái 2X thì em trừ cho chị nhé. Xíu nào có 2X em trừ cho chị. Cái này size M. Size M, size 57. Theo hãng này chị em là toàn hàng hãng hết đấy. Đây hàng theo hàng hãng này. Nha, lên mã đỏ đô size M có 1 cái. Đỏ đô size M có 1 cái nhé. Chị chỉ bỏ 10 cái rồi. Không rẻ mà. Đẹp mà không phải là rẻ làng 6. Đỏ mời cho sang xa. Nó phải rẻ làng 6 lắm. Chống nắng dài à. Em có chị Mai Cỏ ơi. Có nhá, đỏ L luôn dùng đi. Đỏ L là size 62. Phát đi. Đỏ L size 62 59.000. Đỏ L size 62 nha chị em mà nói 59.000. Đỏ M em hết rồi, đỏ L. Đỏ L lên luôn dùng đi. Đang còn lại tại 1 2 3 4. 2 4 5 cọc nữa thôi là lên nhanh thôi. 5 cọc là 50 cái nữa là hết rồi. 50 cái nữa là hết thôi. Lên mã phối. Phối size M, phối size L thôi lên xe nhá, lên xe mã này mã kia nhá. Chứ để lên lên miết một mã vậy mình chán, lên một cọc nữa thôi. Và nguyên lên sang tại vì cái này giờ không có người soạn hàng. Phối phối. Đó là cho bích xương. Cái này phối M và phối phối L thôi nè. Phối M. Phối M 57 và phối L 62. Nha, đó L còn cái này ba nè. Đó L còn cái này. Liễu Ngô. Rồi nha. Lên mã này là mã phối. Đỏ đô size M em hết rồi. Lại có cổ hà. Có cổ, có cổ. Kiểu cổ em lên lúc trưa rồi, em lên lúc trưa rồi. Phối size M cho Hồ Tiên. Phối M rồi ok này. Còn phối size L, còn phối size L nhé. Chị nào lấy phối size L lên phối size L. Cái này cho chị hợp Nguyễn 2XL, hợp Nguyễn 2XL rồi nhá. Phối L đây sẵn, phối L này, phối L cho Liễu Ngô à. Rồi nhá, lên luôn như này. Còn 2X cho chị hợp Nguyễn này. 59.000 thôi, rẻ giống như vậy mình mua hàng sổ ngoài chợ ấy. Xanh lên xanh size XL size 65. Xanh XL size 65. Mùa này là rất cần những con này. Em lên rồi nó còn lẻ tẻ mấy con thôi chứ mấy đâu có còn đủ size đâu. Còn size M, size nhỏ to thì ít chứ size nhỏ thì nhiều mà. Lên luôn dưỡng mã xanh. Phối hết rồi chị Diệu ơi. Xanh này size hồi nãy đọc size gì? Xanh size XL. Chị Mỹ Hành Hồ không thấy. Xanh size XL. Không có nha. Xanh XL là size 65 nha chị em mình ơi. Cái này trắng size L. Trắng size L. Ok, chào em xíu xíu. Chào em xíu xíu lên bộ. Nói chung là nhiều mã hàng lắm nhá. Nhiều mã hàng lắm. Cái này em còn cái size L, size 62. Em đem luôn trẻ mà là 59.000 nha, 59.000. Lên mã trắng size L, size 62. Em lên một cặp nữa thôi. Chào em xíu em lên một cặp nữa thôi là em đi luôn cho dễ mình qua. Trắng L cho Phi Phi Trần. Qua có cổ nhá. Qua có cổ nhá. Cái này cũng chưa phân ra. Chào em xíu xíu. Cứ thông thả lên. Rồi. Viền, viền có 3 cái. Thấy rồi nha. 2 cái 1X. 2 cái 1X. 2 cái 2X cho mã viền này. Trắng là thấy rồi. 3 cái 1X. 3 cái 1X và 2 cái size 2X cho cái mã viền trắng này. Nha, chốt mã viền trắng cái này mở ra từ đầu rồi chị em mình này. Mở ra nó không? Mở ra gấp lại xấu quá đi. Nha. Cảm ơn chị cho Hồng Đào nhé. Viền tay ngắn nhá, cặp tay toàn bộ cặp tay nên này, theo thương hiệu đây này. Viền size 1X là size 65, cao gọn 68. Còn 2X là chốt đến 70 nhé. Viền cho chị Nguyễn Thủy, 2X cho chị Nguyễn Thủy này. Nha, 59.000 thôi. Cơ bản là rẻ và đẹp. Rẻ và đẹp nhá, đơn giản thôi. 2X cho chị Tăng Đầm. 2X cho Tăng Đầm và còn 1X thôi. Còn 1X thôi, chị nào lấy 1X 59.000 chốt lên 1X 59 chốt lên luôn dùng nguyên nhé. Nguyên còn 3. Còn 1X size 65 nha chị em mà nói, còn 3. Còn 3 nhé, chị nào lấy 1X lên 1X luôn dùng nguyên nha chị em mà nói. Đây đỏ nè, đỏ nãy giờ. Đấy, thấy rồi nha. Đỏ nãy giờ chị lên nào lấy. Lên size liên liên nha. 2X thấy rồi. Còn 1X thôi. Còn 1X thôi. Còn 1X thôi nha. Cái này hồi nãy chị nào lấy đỏ đô chưa có, đỏ đô size M, hai cái size M này. Đỏ đô size M. Size này 57 đổ về là chốt đẹp. Hàng theo. Theo ở đây nha. Size M đây chị Mỹ Hành Hồ này có hai con này. Hai cái size 2X hết rồi chị Phúc Neo ơi. Nha. Cái này mình mang cũng được mà. Đỏ M, chị Hồ Tiên nãy có con đỏ M rồi không? Này nữ mình mang cũng được luôn. Rồi nhá, đỏ M. Thanh Loan. Thanh Loan chị Hồ Tiên hồi nãy có rồi. XL chị Bích Ngọt.
XL chị Bích Ngọt. Rồi nhá, em còn cái đỏ đô này CM nha. Thấy chị Thanh Đặng rồi, thấy rồi chị ơi. Em còn một cái này CM. Chị nào lấy đỏ đô CM lên cho chị like lên. Chị like lên. Còn màu xanh này CM size 2X, M 1X 2X về cho chị Anh Quỳnh. Về cho chị Anh Quỳnh. Thích tài lanh. Thôi để bùng rồi khác. Nhớ của chị có một bộ có một con đỏ rồi nên là không chốt. Phối xanh CM từ đầu chờ em xíu. Phối xanh đang còn size XL. Đây, không phải phối, cái nào không phải phối. Từ từ chờ em lên này. Có một cái này thôi. Nha, size XL. XL Bích Ngọt. Chị Bích Ngọt hồi nãy có một viền XL rồi. Nha, L lên luôn những này mà XL, có một cái viền XL. Hoặc là trắng XL đi. Trắng XL khỏi bị nhầm nhá. Trắng XL 59.000. Rẻ chị em mình mua đi, còn bao nhiêu là em vét nó rồi. Đấy. Săn được hàng sale. Còn 60 ký đang liên lê kìa. Hết rồi. Cái này nguyên có 3, một cái size M, một cái size 2, một cái size 1. Phối đây. Đây phối đây. Nha, rồi lên luôn dùng cái này. Có 50 ký chị lấy size nhỏ nhất là size M, cái nào phải phối. Nha, lên mã xanh M. Chốt mã xanh M có một cái. Xanh M có một cái nhé, chị nào lấy xanh M lên xanh M. 2X chị hình thị thì hạnh. Xanh này xanh phối nhé, hình thị thì hạnh. Xanh M luôn dùng 59.000 thôi. 59.000 thôi, xanh M này. Xanh M và xanh XL nha, cho chị hình thị thì hạnh 59.000 thôi, xanh M chị Hồ Tiên. Xanh M Hồ Tiên. Rồi nhá, rồi lên chung mã xanh XL. XL là size 65. Xanh 2X em hết chị Lương Cửu ơi. Nhá, chốt lên luôn dùng mã xanh. Xanh này là size XL 59.000 thôi nha, chị em mình lên luôn dùng đi. Sang đi vài con để dành là mai. Những cái mã này không bị lỗi rồi, mà là hàng hãng nữa. Hàng hãng nữa. Xanh 2X em hết rồi. Thấy em hết rồi. Cái này hàng. Con này đẹp. Con này mẫu mang đẹp lắm luôn. Hai con. Lên mã phối trắng có hai con, một con 1X và một con 2X. Phối trắng nhé. Có áo từ từ, còn áo có cổ, còn xanh XL đúng không? Có lên có cổ, em lên nó một cặp này thôi nhé. Để từ từ sang lên ba cặp kia sau. Em lên có cổ cho Diễm Kiều. Nhưng mà còn không có là vấn đề. Còn không có là vấn đề, chủ yếu là cổ trụ. Nó chủ yếu là cổ tròn. Nha, còn mà hàng này là nó không còn có cổ. Nó chưa xem không được à. Chị nhận đồ rồi đẹp. Rồi, ok lắm, em cảm ơn chị Lê Nguyễn Phúc Tâm nhé. Phối 2X cho chị Nguyễn Ngọc Bảo. Nguyễn Ngọc Bảo còn phối 1X. Phối 1X thôi. Sano XL là gì? San à? San XL à? Hay là gì đấy? Nguyễn Diệu đây. Cho chị Nguyễn Diệu này. Cái này cho chị. Chị gì mới vừa đọc xong mà. 2X ở trên. 2X ở trên. Từ từ trong. Nguyễn Diệu à? Cái này cho chị Nguyễn Diệu. Phối 2X cho chị Nguyễn Ngọc Bảo. Nguyễn Ngọc Bảo. Rồi còn phối 1X. 1X là 65. Phối 1X 65 nhé. Phối 1X 65 nha chị. Chị nào lấy cái này lên mã phối 1X là 65. Nhá, chị nào lấy phối 1X cho chị Bích Ngọt. Bích Ngọt. Cái này còn một cái hồi nãy chị nào lấy phối CM này. Lên phối CM luôn dùng nguyên nhá. Phối CM. Chị em mình ưa áo sơ mi xíu, là còn ít áo sơ mi đi sale gọn luôn. Bích Ngọt. Áo sơ mi cũng hãng này nè chị em mình. Trời ơi, thấy test xong là thấy lướt nắng dạng, còn lướt cái Facebook là toàn mấy anh nam mang cái áo sơ mi nhà Nguyên hết. Rẻ không thể tưởng. Đây này ghê kìa nè. Rẻ không thể tưởng. Cái này size M nhá, phối size M. Size 57. Size 57 đổ về nhá. Phối size M size 57 nhá chị em mình ơi. Báo xong chuyển khoản cũng được sao. Thôi đi lấy tiền. Chốt lên luôn dùng mã này là mã phối CM. Phối CM. Cái này 2X, phối 2X. Phối M chị Mỹ Hạnh Hồ. Mỹ Hạnh Hồ, còn phối 2X nữa chị em còn nói. Mỹ Hạnh Hồ. Mỹ Hạnh Hồ 59.000. Nguyên còn phối sang 2X. Phối sang 2X lên luôn dùng nguyên nhá chị em mình nhá. Anh báo tài khoản chuyển khoản qua luôn cho anh đi. Phối này size 2X nhé, một con size 70. Chị nào lấy phối 2X size 70 cho chị Anh Nguyên. Anh Nguyên, nãy giờ chị Bèo La Văn cũng toàn lấy sao chị Bèo La Văn ơi. Anh Nguyên.
nguyên 59.000. Ok chị ăn nguyên. Phối 2X em hết rồi. Cái này là size gì đây? Phối còn phối size L này chị em mình. Đây phối 2X có một cái này. Phối 2X cho chị Beo La Văn đi. Hồi nãy giờ chị Beo La Văn không có. Beo La Văn 2X nè. 2X cho chị Huỳnh Thị Thị Hạnh luôn. Beo La Văn, Huỳnh Thị Thị Hạnh, Thị Hạnh và Tăng Đạt ba con. Rồi còn con phối size L 59.000 thôi nha. Còn con phối CL, chị nào lấy phối CL, lấy phối CL dùng nguyên nhé. Xây xong bà xã ghi hết rồi đó. Còn con phối CL xây 62 nha. Chị nào lấy phối CL xây 62 chút lên luôn dùng nguyên 59.000. Không mua hơi bị tiếc. Để tìm cổ trụ đây nè. Cổ trụ nó nằm ở phương trời nào nè. Cổ trụ đây còn 3 cái đã nè. Cổ trụ đây còn 3 nè. Cổ trụ nè. Một con size M. Phối size L cho chị Lê Nguyễn Phúc Tâm. Lê Nguyễn Phúc Tâm. Rượu mà chơi cả cái ly cối này chị em mình. Uống cái điện đãi cổ lắm. Tiếng size M hả? Beo La Văn. Tụ tiếp xin mời cho sang sang cái này muốn bán mấy tiền ta? 65.000. Cho sang sang một cái. Sang sang cái rồi còn cái sau là CL. Bộ nguyên mang có, bộ mang có. Em lên giờ luôn. Từ từ chờ em xíu. Cái này nguyên còn cái CL và cái size 1X. Còn cái CL và size 1X. CL nhá. CL là size 60, 62. CL ở Đặng Ngọc Thuyết. Đặng Ngọc Thuyết 65.000. Đặng Ngọc Thuyết còn size XL, size 65, cao 68. Cao 68. Ôi, đầu năm mua được những cái đợt hàng nam này sướng. Sướng. Lịnh đi. Mua mà định chồng để anh cho tiền mà mua sắm nhé. Size XL. Không, cổ trụ này XL thôi chị ạ, 65, không còn 2X. Size 6, à quên lộ, 65, 68. Trụ XL nhé, chốt lên trụ XL, cổ trụ nó còn ít lắm. Trụ XL là 65 à? 65, 65, mà 65 cao. Đây 65k đó. 68 ký đúng không? 68 ký ở đâu nữa ta? Còn 28. Còn vòng 2. 68 ký. Đây đây mấy con với mấy con kia đi. Chị em mình chờ 2 hôm nữa. 2 hôm nữa là sẽ có đợt áo nam tình lại về. Áo nam 109.000 ạ. 2 hôm nữa là nguyên về lại. Nhưng mà về lại đây đây cái dòng này nè. Về lại có xây to nhưng mà nó có 200-300 cái thôi. Mà để cái ly ra rồi. Đó đó, để đó rồi đó. Rồi đây còn ba cái cổ trụ. Còn ba cái cổ trụ, em nay lên nói luôn cho chị em mình luôn. Ba cái cổ trụ. Một cái size L, hai cái size L size 62. Size L cho chị Hạnh ngăn cái. Hạnh ngăn cái. Còn cái trụ này size L, đẹp lắm, con này đẹp lắm chị em mình nè. Hàng này là hàng công ty nhá. Em đi chị em mình 65.000. 65.000 con này thôi. Chị nào lấy cái này lên cho mã L, size 60, 62. Có size L chưa chút ạ? À? XL chưa? XL chị nào lấy XL à, lấy XL. Trụ XL đó. Trụ XL cho các bụi. CL cho chị Phan Ngọc Bích luôn này. Phan Ngọc Bích cái cũ hay mới lên thông tin cho em nhé. Sám này có hai con XL. Lên thông tin cho em nhé. Trụ sám này size XL. Trời này mang cái này sướng vậy mà nó. Nhà tên luôn. Nha, lên luôn dưỡng này XL, sám size XL. Trụ CL em hết rồi chị ơi. À, không, phải lăng không có. Ok chị. Nha, khách mà đổi hình đại diện phát là tìm không ra đó. Trụ XL còn không? Đã XL màu xám. XL màu xám có hai con. Lên xám XL luôn dùng nguyên. Xe 65, 68. Lên đúng mã là xám XL. Còn bên mã xám XL. Xám XL. Ở trên tay còn một cái size nhỏ phải sao kìa. Đây xin. Xám XL, chị nào lấy xám XL. Trụ xám cho chị Nguyễn Thúy. 2XL không có xám chị ơi. Xám thì chiếc phan nữa là hết. Hết cái này luôn. Hết nhá. Nguyễn Thúy và chiếc phan nữa là hết. Để đỡ lưu cái móc cái gì chị. Quần đùi hai da XL xanh đen. Hết sạch sạch xanh. Không còn quần hai da. Không còn cái nào quần ngối. Còn quần dài. Còn quần dài. Cái này size M size 57. Xanh size M size 57 có 1 cái. Trụ size L hết luôn rồi. Hết rồi con cuối cùng. Con cuối cùng của cái mã 65 này chị em mình ơi. Nha chị. Chị nào lấy cái này thì lên luôn dùng nguyên nhắn hết rồi đấy. Cổ trụ hết sạch luôn rồi. Rồi cổ trụ hết luôn nha.
cổ trụ hết luôn. Em lên bộ, em lên bộ rồi có cái bộ này xe rẻ luôn, xe rẻ chị em mình về à. Trụ 57 đó, 57 ký là xây mờ đó. Rồi nguyên còn mã 109 thôi. Để cho Nguyễn xây 60 62. Con này thôi khỏi phải bàn á. Mã 109. Xây 60 62. Cái này nó chỉ đánh là 1x, 2x, 3x, 4x nhá. Xây mở xây 2x này là xây 62, cái nó 65. Mã này lên mã 109 ta. Con này xịn sò. Nguyên nó này, hàng ấy mua cho con nhím nguyên ấy. Cái áo nó thô, cái áo mà vàng của trụ này thô thôi. Mà đi là 159.000, size 18 20 kg đó dạ mình. Còn của người lớn là 249.000, nhưng mà nó chắc của nó bằng góc của cái này. Bằng góc của con áo bán trẻ mình 109.000. Tự tin luôn. Size những anh nam nào 62 đổ về chị em chút đẹp nhá. 62 đổ về chút đẹp, lên luôn dưỡng mã này mã 109 luôn dùng nguyên nhá. Xịn sò, con này hàng Quảng Châu. Size 62 thôi. Nha, còn mỗi size 2X thôi. Chị nào lấy cái này lên mã 109k luôn dùng nguyên nhá. 109 còn tiền này con. Đây những cái này là hàng theo đợt, không phải lúc nào cũng có hàng, nên là chị em mình tranh thủ nhá. Lên chung mã này mã 109, cái nào là em đọc là có thôi. Chị em mình lên đơn nhưng mà cái nào Nguyên đọc tên là có nhé. Chị nào lấy mã 109 comment lên mã 109 cao luôn dùng nguyên nha chị em mình ơi nha. 109 size này là size 62 đổ về cho chị An Nguyên cái. An Nguyên cái 109 chút lên luôn dùng nguyên nha chị em mình nhé. Không có 70 kg, không có 8, lộn 80 kg không vừa. Cho chị Nguyễn Thúy, bỏ đây cho chị Nguyễn Thúy, cho chị Lương Cửu. 80kg sau vừa em đọc cái size này là size 2XL, là tầm 62 đổ về, vì cái này nó đánh 1X, 2X, 3X, 4X. Đó, nó quất size quá như thế, chứ không có size. Lên luôn nhỏ mã 109, nó xịn sò. Xịn sò. Cái này em bán tặng luôn cho chị em mình nó. 109 cho chị à. Nhung, Nhung gì? Nhung, Cảm Nhung Nguyễn. Cảm Nhung Nguyễn. Cái này còn hai bộ size L, 109 cho chị Dung Dương Thị Phương và Lê My, cho chị Lê Nguyễn Phúc Tâm. Còn không cho chị Hạnh Nguyên một cái. Chắc hết đó chị em mình ơi. Chắc hết nhé. Chắc hết nhé. Chắc hết đó chị em mình ơi. Rồi nha. Ô, thế bỏ của chị Lương Cửu ra, bỏ cho chị Trinh Văn. Bỏ chị Lương Cửu ra. Bộ này em teo gọn luôn cho chị em mình. Cái này thì là hai cái size M, size 55, 57. Hai bộ size M. Bộ này là bộ nắp theo toàn bộ này. Hai bộ thôi, em đi cho em 49.000. Sót lại thôi, 49.000 nha chị em mình ơi. Rẻ. Cái này quá rẻ, mang nhà, mang đi tập. Hạnh ngăn đi được không? Còn, em lên được. À, đấy, đấy. Em lên giờ. Còn, bộ em đang mang còn, em lên giờ đó. Chờ em xíu xíu. Không biết. Một lại chín con cả. Cho chị Bích Sương con. Một cái Bích Sương. Theo toàn bộ 49 cho chị Nguyệt Trần. Được hai bộ thôi. Hai bộ size M, size 55, 57 nha. Cái này form nó to. Cho chị Hạnh Ngân và Nguyệt Trần. Em hết. Hết size M. Hết size M nhá. Hết size M nhá. 49k thôi. Còn size L. Size này là size dưới 60. Chị em mình chốt được. Chị em mình mang nhà mà thích rộng rộng, chị em mình mang. Hàng size số là thế nhá. Theo 49 nhìn nó quá rẻ. Áo nam mã 109 hiện tại em đang hết chị ơi, không còn con nào. Lên mã 49 size L chị em mình nhìn hàng này toàn bộ là hàng theo. Mắt tay em còn ấy, nhưng mà để lên đang sen để chị em mình khỏi bị chát. Size L Hồ Tiên, lên đang sen để chị em mình mua được nhiều mã khỏi bị chát. Cho chị Hồ Tiên này sao? Cho chị Vi Phương Châu. Cho chị Hợp Nguyễn đi, cái mặt này Hợp Nguyễn này. Vi Phương Châu, Hợp Nguyễn này. Nhanh Phan. Nhanh Phan 49, rẻ quá luôn. Đấy, xây L nhá, xây dưới 60. Cho chị Yến Văn Ao. Yến Văn Ao. Với Phương Châu có rồi nha chị ơi. Chị Nga HTT. Chị Vy Thục Lê, ơ quên lộn, chị Vui Nguyễn lên thông tin cho em. HTT thôi. HTT. HTT. Vy Thục Lê. Vy Thục Lê. Vy Thục Lê chưa? Yến Văn Ông chưa? Yến Văn Ông rồi. Vy Phương Châu chưa? Nga HTT rồi đúng không? Vui Nguyễn ơi, lên thông tin không có thông tin không chốt nhé. À không, hồi nãy có nhà rồi, thiếu cái nữa. Thiếu cái cho ai? Hồi nãy chị nhà, nhanh pha, cái này nhanh pha là thiếu cái cho Vy Thục Lê. Vy Thục Lê đi.
Chị Vui Nguyễn không có thông tin không chốt nha. Cho chị Lan Nguyễn nè. Lan Nguyễn nè. Vi Thục mua lên. Lan Nguyễn nè. Tăng Đầm này. Tăng Đầm này. Hoa Quỳnh này. Hoa Quỳnh này. Hoa Quỳnh này. Bộ nguyên đang mang là 85.000. Hoa Quỳnh. Thảo Trần nữa là hết. Thảo Thái lên thông tin. Chị Thảo Thái cũng không có thông tin luôn. Chị Thảo Thái không có thông tin em chốt nha. Lên thông tin cho em đi đã. Không có thông tin nào chốt xong hả này. Cho ai cái này trai, cái cuối cùng trai đây. Thảo Thái nhưng không có thông tin đó. Thảo Thái lên thông tin nha. Đen này cũng còn CL. Đen này cũng còn CL. Bộ này mặc sướng lắm. Mà rẻ nữa đúng không chị? Có 49.000 thôi. Chị qua xa. Chị em mình lên không kèm thông tin lại không chốt nha. Không kèm thông tin là em không dám chốt đơn vậy mình ạ. Rẻ, bộ này quá rẻ mà là mang. Nói chung là chắc nó vừa phải. Không phải là hàng xịn sò nhưng mà nó so với chắc thì nó quá là rẻ đi. Mang ok. Mang ok, mang mặt nhà thì những cái mã này quá ok rồi. Đấy. Rồi nha, lên luôn dùng cái còn màu. Thảo Thái lên thông tin đi nha. Màu xanh hả chị? Màu xanh ốp dạng, dạng cổ tròn. Rồi nguyên còn đen xây lờ. Xây xứ dưới 60 là trẻ mình chốt ok. 49.000 nó. Còn đen xây lờ 49. Chị nào lấy đen xây lờ lên đen xây lờ 49.000 thôi, cũng quá rẻ luôn. Chị nào lấy đen xây lờ. Chị Thảo Thái lên cả địa chỉ trên livestream đây chị em mình. Toàn bộ là theo hết. Theo áo, theo quần mà lại may kỹ chứ không cũng phải không phải là may hàng xổm xổm nha chị em mình ơi. Nè. Đen nhá. Đen cho chị Hạnh nha. Lên đen luôn dùng nguyên 49 cho chị Hạnh nha. Này mùa nắng mình trẻ mình mua những cái bộ này mang xuống. Vừa rẻ vừa đẹp. 49.000 nha. Chị nào lấy đen lên đen luôn dùng nguyên. Đen size dưới 60 là chị em mình chốt cho chị Ly Ly Nguyễn. Ly Ly Nguyễn thôi ok, chị nào lấy đen lên cái bộ mình đang mang luôn nhé. Ly Ly Nguyễn. Chị nào lấy đen lên đen giúp nguyên cho chị em mình không? Đen xíu hôm qua lại cho chị em mình cái mã ấy sao. Rồi nhá. Tiếp luôn dùng nguyên bộ mình đang mang này. Size này size dưới 60 là chị em mình chốt ok. Con này là chắc có tông sào, đen kỳ châu Mỹ Trang, 1m6 vừa chị ơi. Châu Mỹ Trang cho chị 49.000 cho chị Châu Mỹ Trang. Châu Mỹ Trang rồi bộ đang mang. Đen cho chị Phi Phi Trần. Đen cho Phi Phi Trần, Châu Mỹ Trang hay sao? Phi Phi Trần. Phi Phi Trần 49. Phi Phi Trần 49. Rồi chị nào lấy đen 49 rồi lên đen 49 luôn dùng nguyên nhé. Tiếp luôn dùng nguyên con này. À đây bộ đang mang. Còn có từng này bộ thôi. Còn có từng này bộ thôi chị em mình ạ, 85.000. Rẻ chị em mình này. Đen kim ngân. Đen kim ngân. M40 là chi đó chị Dung Phạm ơi. Đen cho chị Phương Lương. Phương Lương. Hết. Đen cho chị Hương Nguyễn. Hết đen size M rồi chị Dung Phạm ơi, còn đen size L thôi. Còn đen size L, size dưới 60 là chị em mình chốt đẹp 49.000 cho chị Ái Thi Phạm. Phạm. Không phải Dung Phạm, Hương Nguyễn. Dung Phạm là CM mà. Hương Nguyễn, à? Hương Nguyễn. Hương Nguyễn. Cái này cho chị Ái Thi Phạm. Ái Thi Phạm. Rồi ok. Còn được mấy bộ, 5 bộ, 6 bộ nữa là hết rồi đấy. Rồi lên bộ Nguyên đang mang có 3 bộ thôi. Có 3 bộ thôi. Form này chị em mình đi 60, 62, 44. Cho chị Lan Nguyễn một bộ. Lan Nguyễn một bộ 85.000 nha chị em mình nhé. 85.000. Khách nhà Nguyễn có người mua 5-6 bộ rồi. Đấy. Size 60 chị em mình, thậm chí 62 chị em vẫn mang được. Cho chị Hoa Quỳnh một bộ. Còn bộ Nguyễn đang mang nữa là hết. Hoa Quỳnh một bộ nha. Còn bộ Nguyễn đang mang trong người. Đen chị Dung Phạm. Dung Phạm. Cái này chị Hoa Quỳnh. Cái chị Hoa Quỳnh. Bộ Nguyễn mang nhưng mà cái nền của nó là nền trắng này. Lên mã bò trắng luôn dùng Nguyễn á. 85.000 thôi. Rẻ như chị em mình nói. Rẻ mà đẹp nha. Lên luôn chung mã này. Comment mã bò vàng. Bò vàng còn cái. Chị Vi Phương Trao ơi, chọn màu lại giùm em nhé. Vàng. Còn bò vàng, bò trắng thôi. Đen cho chị à. Còn một vàng nữa nha. Trăm Phạm. Thế cho chị Vi Phương Trao. Bộ đang mang Vi Phương Trao. Vàng đang mang cho Vi Phương Trao. Trắng cho chị. Ôi, chị Vi Phương Trao thấy lấy trắng hay vàng? Trắng hay vàng? Hay bỏ vàng hồi nãy cho chị Liên Lê đi. Cái này cho chị Vi Phương Trao. Vi Phương Trao. Lên mã bò xanh nữa là hết bò. 85.000 thôi. Và form này chị em 60, 62 chị em mang được. 85.000 lên mã bò xanh giúp Nguyên cho chị em mình thôi.
Bò xanh 85. Size chị em mình 60-62, chị em mình mang được con này toàn quá, chắc có trong tàu. À từ 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 từ. Nguyên còn quần sọt nam như đăng hình nãy. Sọt nam như đăng hình. Từ từ. Đâu hồi nãy em đăng là cái áo thôi. Em bán cái áo chứ em đâu bán cái quần đâu. Bò xanh gì Lan Nguyễn. Bò xanh gì Lan Nguyễn. Ok Lan Nguyễn. Nha, rồi lên mã chữ đen. Hết. Chữ đen rồi, hết mã này. Chữ đen nhá. Ok, bò xanh chị Lan Nguyễn 85.000 và pha size chị em 60-62, chị em nó ok. Hắn quá đẹp luôn. Nên là chị em mình tranh thủ con. Ui. Ui 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 tay nè. Thích mấy cái kiểu này chứ sợ luôn, bò vàng hết rồi. Nè. Chị nào lấy cái này tay của nó nè. Tay bèo lên mã chữ đen, con này xinh quá. Chữ đen nhá con. Toàn có tông tàu hết. Nha, lên mã này là mã chữ đen nhá. Chữ đen 85.000 chữ đen. Bò xanh em hết rồi. Chữ đen em có một bộ, chị nào lấy chữ đen lên mã chữ đen luôn dùng nguyên nhé. 85.000 chữ đen, bất chợt còn 3 cọc nữa, 4 cọc. 4 cọc là thành 40 bộ nó lấy rồi. Cho bà sao lấy cái cọc bộ nó lên luôn hết, lên rồi lên đồ là sao. Lên đồ nào lại sao. Rồi nhá. Lên mã này chữ đen thì dung phạm. Chữ đen thì dung phạm. Chữ đen thì dung phạm. Rồi lên luôn xuống này. Cái này hình như là còn à. Cái này lên luôn xuống mã nách. Đen hết rồi chị Sương thua. Nách này lên bao sang. Cái này như còn 2 bộ ngon. Còn 2 bộ ngon. Tay của nó là dạng hơi tay hơi dơ dơ. Con này lên sang lắm. Con này đẹp lắm. Lên luôn dùng mã này là mã beo vàng. Beo vàng 85. Beo vàng 85 luôn dùng nguyên nhé. Chị nào lấy beo vàng 85 chút lên luôn dùng nguyên. Beo vàng. Chữ đen hết rồi. Chữ đen hết rồi. Thanh Lai Nguyễn ơi. Nha. Chốt lên luôn dùng mã beo vàng. Con này xinh. Con này xinh. Sáng chê vào đâu được những con này hết. Chị em mà nói 85.000 thì nó đã quá. Nhớ luôn dùng nguyên là nguyên chuẩn là không chạy luôn cho trẻ mình có tông tàu. Thôi chạy hàng hàng có tông pha, hàng TC thì nó là khác rồi. Bộ lẫn em không? Nha, lên luôn chung mã này là mã beo 85k, beo vàng em cộng Nhung Nguyễn. Nha, còn 3 beo vàng, chút mã beo vàng, chữ đen hết rồi. Lên mã beo vàng, beo xanh, chữ đen hết nhá. Beo vàng và beo xanh, nha. Bò trắng cũng hết rồi chị ơi. Beo nhá, chút beo lên nhất nguyên có beo vàng và beo xanh. Giá em đi luôn trẻ mình là 85.000 beo. Nha, lên luôn chung mã này mã phối. Beo vàng cả. Phối xanh dùng nguyên làm trẻ mình. Cưng không? Cưng không? Trời ơi. 85 phối xanh. Chị nào lấy phối xanh lên phối xanh. Ok chị Cẩm Nhung Nguyễn nhé. Chị trẻ mình lên cả luôn dùng nguyên cái số điện thoại nha. Chữ đen em hết rồi. Chữ đen hết nhé. Còn sót được còn bộ chữ đen à. Lên luôn dùng mã này là mã phối xanh. Còn bộ form này chị em mình 60. Chị em mình mang ok con này 60-62, mang ok con này hết nhá, 85k con này thôi. Chị nào lấy cái này lên xuống mã 85k chữ phối, phối xanh phối đen. Có hai bộ màu phối, chị nào phối lên phối luôn dùng nguyên nhá. Phối. Bộ đen còn không? Bộ đen nào chị ơi? Đen nó hết rồi. Đen nó sạch rồi. Để sót được bộ thôi, bộ này cưng này. Bộ này chữ của nó là chữ NY. Bộ này chữ của nó là chữ NY. Hai món là ba. Hai món là 3.8. Rồi nhá, lên luôn chung mã NY. Nè, cần không? Comment lên mã này là mã NY. NY đen nhá. NY, đấy, theo NY. Và cái quần của nó là quần màu đen này. NY đen, NY trắng. Và NY vàng. Cái này có đúng 3 bộ thôi, 85. Chị nào lấy mã NY, chút lên NY luôn dùng nhá. NY, phối xanh chị Thúy Nguyễn không giấu. Hết rồi chị Diệu ơi. Hết phối xanh rồi, còn phối đen này. Còn phối đen. Cảm ơn Nhung Hà nhé. Lên mã này là mã NY kèm màu NY trắng, NY đen và NY vàng nhá. Lên mã NY quần của nó đây chị em mình. Áo của nó đây. Đẹp lắm luôn. Cái này toàn theo thôi. Nhá, chút lên mã NY. Phối xanh em hết rồi. Nha, NY có 3 mẫu, 3 màu, màu vàng, màu trắng, màu đen. 85. Nha, chị nào lấy mã NY lên mã NY chút lên luôn dùng nguyên 85.000 NY. Rồi lên luôn chung mã này là mã beo. Beo nhá. Beo có 4. Bộ đồ kiểu để mặc đi chơi không? Giờ không chị ạ. Giờ không nhá. Giờ không. Kiểu thì em đang đặt may. Đặt công ty may. Số chiều không xỉn luôn. Không xỉn. Trường quận Ly. Có quận Ly. Nà y trắng. Nà y trắng. Nà y vàng mà. Nà y vàng. Nà y vàng dưới. Thảo Thái. NY vàng cái gì Thảo Thái. Đấy, NY vàng. Lên mã beo xanh, xanh nông. Này. Cái này còn đẹp.
này đẹp hơn mà Nguyên đang mang luôn. Lên Long Chung, ảnh này là mã beo xanh, 85 beo xanh nha chị em mình nhé. 85 beo xanh, chị nào lấy beo xanh chốt nhanh luôn dùng Nguyên. Bỏ bì ba cho nó gọn ba. Beo xanh, beo vàng nha. Còn beo xanh và beo vàng em đi cho nó nhanh. Chốt mã beo xanh và beo vàng em dùng Nguyên. Ồ, bộ loan này hôm bữa bao nhiêu chị chốt không có này. Loan nhá, loan có 4 bộ loan. Lên loan dùng Nguyên nhá. Loan nâu, loan xanh, loan vàng, loan hồng. Beo xanh cho Phương Thảo Nguyễn. Lên loan dùng Nguyên nhá. Chốt mã loan, màu này màu bả trầu ấy, màu xám xám nè, màu vàng nè và màu hồng. Beo xanh em hết rồi, còn beo vàng chị ơi, còn beo vàng. Không đổi nhá chị ơi, không đổi gì hết, thương có một bộ một bộ em không đổi gì hết nhá. Đấy, chốt cho chuẩn cho em. Comment lên chốt mã này là mã vàng, họ chốt không có. Comment luôn dùng nguyên cái này. Chốt lên luôn chốt mã này mã loan. Gì mà hết tiền. Đào bữa giờ mới còn cái đơn mà giờ lại kêu hết tiền, khổ chưa? Có tiền lì xì con á mua. Lên luôn dưỡng mã này, loan dưỡng nguyên nhá. Loan màu này màu đẹp là màu bả trầu ấy, màu trầu bả trầu ấy. Lên mã loan nhá, loan nâu, vậy loan nâu. Lên mã loan cam đi, loan xám này, loan vàng, loan hồng nhá, 85 nghìn. Bê xanh thấy rồi Nguyễn nha. Bê xanh làm gì còn? Còn beo vàng nha. Còn beo vàng, cái quần màu vàng. Và lên mã lon giúp Nguyên nhé. Và lên mã lon dùng Nguyên. Đấy. Bỏ cho nó. Bỏ vô thì cho nó lại. Rồi lên tập nữa nha. Lên tập nữa. Lon cam cho ánh tiết đạn. Lon bả trào. Bả trào đấy. Đúng rồi, đúng rồi. Lai đạn trước. Lai đạn rồi. Beo vàng em hết rồi. À, beo vàng cho chị Hoa Quỳnh. Beo vàng cho chị Hoa Quỳnh. Hoa Quỳnh. Cái quần nó màu vàng thôi. Lon vàng cho chị Nhanh Pha. Lon cam em hết rồi. Em còn lon màu lon vàng xám và màu hồng thôi. Xám và hồng cho cái mã lon 85 nghìn một em. Ôi. Đây, chữ phải không ta? Không phải. Đây. Chữ nè. Thấy không? Đúng em nói rồi. Rồi, đúng em nói rồi. Chữ xanh. Đúng em nói rồi, đây. Còn em mã chữ rồi nha. Tay bèo nè. Cưng không? Lên mã chữ xanh, chữ vàng, chữ xanh dương, chữ vàng, chữ xanh ngọc. Xanh lộn chờ. Xanh lộn chờ. Đây không? Chốt cái bộ màu đen hồi nãy chị nào chốt không được nè. Đấy thì Diễm Kiều lấy cái xanh này lên chốt, lên xanh luôn dùng Nguyên á. Bèo xanh, bèo vàng, bèo xanh dương nhá. Bèo xanh dương này, cái này ghi xanh dương nha ba. Bèo vàng này, bèo xanh ngọc này, đẹp chưa? Và bèo này màu xanh gì vậy? Chữ vàng đây. Chữ vàng đó. Xanh cho chị Ngân Thư. Xanh chị Ngân Thư. Mau ghi chị Diệu Hồ đi. Rồi nhá, xanh ngọc có một cái. Còn xanh ngọc. Còn xanh ngọc nhá. Chị nào lấy xanh ngọc lên xanh ngọc không dùng nguyên. Còn xanh ngọc chữ này khác. Còn xanh ngọc. Bỏ cái chị Diệu Hồ. Còn xanh ngọc nha chị em mình ơi. Nha, chị nào lấy xanh ngọc comment lên xanh ngọc. Đẹp chưa? Đẹp chưa? Ưa cái tai kiểu bèo này ghê luôn. Nha, chị nào lấy xanh ngọc luôn dùng nguyên chữ này khác rồi. Xanh ngọc 85, chị nào lấy xanh ngọc 85 chút lên luôn dùng nguyên này. 60 mang được, chị 60, 62 mang được, chị Hương Hàng chút đi. Hương Hàng 60 đúng không? 60, 62 chút được. Xanh ngọc cho cái này dạng tay của nó hơi tan tóp xíu này. Lên mã dơi. Những cái mã này thôi không cần quảng cáo nhé. Kiểu dơi này không cần quảng cáo nhé. Lên mãi dơi. Chữ bèo hồng em hết rồi chị Yến ơi. Comment lên luôn dùng nguyên hàng này. Hàng đi sĩ hàng, người ta bán lẻ là 180 nghìn đấy. 180 đó. Rồi chốt lên luôn chung mã này là mã dơi xanh. Dơi xanh nhé. Dơi xanh nhé. Chị nào lấy dơi xanh lên dơi xanh giúp Nguyên nhé. Dơi xanh con cũng được. Okay, coi like cho nó vui. Chấm chấm nhún nhún nhảy nhảy cho nó vui nha. Chúc em mãi dơ xanh luôn dùng Nguyên. Comment mãi dơ xanh 85 rồi nhá. Dơ xanh có hai bộ nhá. Chị nào lấy dơ xanh comment lên dơ xanh. Những cái tay này nó nhìn nó đẹp lắm chị em mình nè. Nó bùi bùi, nó ngầu ngầu, nó ngầu ngầu nha. Comment mãi dơ xanh luôn dùng Nguyên. 85.000 bộ thôi, bao rẻ. Nhà Nguyên chuyên áo phong, chuyên quần đùi, chuyên đồ mặc nhà và chuyên áo khoác. Đấy, chuyên áo khoác rồi nha. Dơi xanh nè. Dơi xanh. Dơi xanh cho
HT hình vi, HT hình vi lên thông tin nha. Cũ con ta. Cũ ấy. Con chưa. Lên nu. Nu này có một con. Nu này đẹp này chị em mình. Nu này có một con thôi. Chị nào lấy nu lên nu 0862 chị em chút được nha. Comment mã này là mã nu. Nu nhá, nu 85 kéo cái ghế qua cho mình xem. Nhà nu 85 có một bộ thôi. Chị nào lên nu giúp Nguyên nha, 85.000, dư xanh em hết rồi, tối nay em không lên đồ bé chị ơi. Không lên đồ bé chờ Nguyên vài hôm nữa đi. Vài ba hôm nữa nó về cho nó có to, có nhỏ, like cho nó dễ. Giờ chị biết còn xe to, xe nhỏ không? Chú ý nó còn xe nhỏ không? Nu, nu cho chị Thanh Đặng, nu chị Thanh Đặng, nu chị Thanh Đặng. Rồi lên mã phối đen, phối hồng, có hai bộ thôi. Nu em hết rồi, phối đen và phối hồng. Đi luôn chị em là 80 em. Xong xong xíu nữa mà view x ta kéo hết cái đóng hàng xả cho nó lại đó, hàng bom xíu nữa đi, xíu sẽ bóc vô trong cái bào, cái bầu cam ấy, kéo qua đây đều bạn không, không thấy đó. Chị Diễm Kiều luôn đấy, mới hỏi chị Diễm Kiều, sợ chị Diễm Kiều mỗi thích mỗi màu đen đâu có dám chừa đâu. Lên mã phối lan xịn em đang không, không lan xịn á, lan xịn là hàng em sale 79k. Còn nó hình như cọc, còn cọc phải. Hàng hàng công ty gì nữa. Lên mã này là mã phối hồng và phối đen. Có hai bộ nhá. Phối hồng và phối đen. Em đi luôn cho dạ mình mất luôn, 85.000. Phối hồng và phối đen chút lên luôn dùng em nhé. 85 phối hồng, 85 phối đen siêu rẻ luôn nhá. Bỏ xuống bỏ lại cho nó gọn nha sao. Sao bỏ xuống lại cho nó gọn nhá. Lên mã chữ đen. Lên cọc này nữa dạ mình nhá. Chữ đen. Mỗi thứ em còn có ít thôi. Phối đen cho Thảo Thái. Comment mã này là mã chữ đen. Phối hồng cho Liên Lê. Chữ đen 85 dùng Nguyên á. Nắng dài hả? Nắng dài thì em còn nắng lanh. Em còn nắng lanh. Cho mình sợ cái cặp phối bên kia. Phối viền bên kia. Viền bên kia kìa. Lên mã chữ đen luôn dùng Nguyên nha chị em mình. Chữ đen 85.000 chữ đen. Yên tâm luôn dùng Nguyên là có tông tàu hết nha. Chốt mã nhà này mã chữ đen dùng Nguyên. Phối hồng hết rồi nha. Có viền cho nó gọn sao. Nu quần lửng em đang không chị ơi, quần lửng em chưa, quần lửng em chưa, quần lửng từ Nguyên nói thật sự bán hàng hè là đông cũng bán hè rồi, khách nhà Nguyên cũng mua rồi, còn mua trước ấy, mùa đông mang hàng ở đây còn đây mã nu dùng Nguyên nhé, chút nu dùng Nguyên nhé, nu Nguyên có một bộ quần to bự, form to bự nên là chị em mình cứ yên tâm và to rồi chạy luôn, chị em mình có trong tàu thì bao sướng, phối hồng hết thì chị muốn lấy không, đây mã này là mã nu. Comment lên nu luôn dùng Nguyên nhé, bộ này xinh. Chốt mã nu dùng Nguyên nhé. Nu 85.000. Chị nào lấy nu lên nu lên luôn dùng Nguyên nhé. Rồi chữ hồng. Chữ hồng 85.000. Chị nào lấy chữ hồng. Chữ đen chữ đen cho Thúy Nguyễn. Lên mã này là mã nách hồng. Nách hồng 85 nhá. Nu cho Liên Lê. Nách hồng 85. Chị nào lấy nách hồng chốt lên luôn dùng Nguyên nhé. Nách hồng 85.000 thôi. Chị nào lấy nách hồng chút lên nách hồng giúp Nguyên nha. Nu cho Liên Lê rồi nha, chữ đen hết rồi, Linh Hình nha. Comment mã nách cho Nguyên nè. Ai lấy nách lên nách cho Nguyên nha. Dạ. Nách con cái. Y đen đẹp mà sao thấy nách không chút. Y đen là y trắng nè. Chút mã nách hồng cho chị cắt bụi. Nách cắt bụi. Cắt bụi. Cắt bụi. Rồi lên luôn cho mã hình xanh và hình đen. Hình xanh và hình đen lên luôn dùng Nguyên nhé. Ôi trời ơi. Thế thì cái này chừa cho chị à. Chị gì ta? Chị Diễm Huỳnh. Diễm Kiều. Diễm Kiều một cái màu đen. Tay bèo. Bèo xanh, còn bèo xanh nhá. Em chừa cho chị một cái bèo đen nha chị Diễm Kiều ơi. Lên mã bèo xanh nhá. Còn một cái bèo xanh. Chị nào lấy bèo xanh lên bèo xanh tay. Nu hết nha. Bèo xanh một bộ nhá. Chị nào lấy bèo xanh chút bèo xanh luôn dùng Nguyên nha chị em mình bộ này đẹp. Bèo xanh có một bộ. Chị nào lấy bèo lên bèo luôn dùng bỏ bèo xanh. Rồi lên cọc này. Lên cọc này nhé nhá. Nha chị nào lấy bèo chút bèo luôn dùng Nguyên. Cho Đặng Thị Thu Thảo. Rồi nhá. Lên luôn dùng mã này là mã viền hồng. Viền hồng. Comment mã viền hồng hết bèo xanh nhá. Viền hồng, cái này tinh tinh này. Cái này tinh tinh này chị em mình. Ôi, tay này. Tay này. Cái này tinh tinh xíu nhá. Đấy. Chị nào ba mấy tuổi, ba mấy tuổi hoặc là chị em mình mua về cho con gái lớn. Xinh không? Ba mấy tuổi đổ về là mang cái này hơi cưng đó. Nha, lên luôn dùng mã này mã viền. Viền nhá, viền. Viền 85. Viền hồng 85 dùng Nguyên nghe chị em mình ơi. Chốt mã viền hồng 85 này. Viền hồng 85 nhé chị em mình ơi. Viền hồng. Viền vàng này là cổ
viên. Trời ơi cái tay nè, đẹp chưa? Hơi hơi dơ dơ ấy. Trâm Phạm mà có thấy cái gì đâu? Có thấy cái gì, chị chốt cái gì đâu? Viên Hồng Trang Thị Thu Thảo. Lên mã này là V vàng. Không thấy chị. Thầy bị ảnh comment không? Mà có mấy view ít đó. Lên luôn dưỡng mã viền vàng. À quên lộn, V vàng. V vàng và V hồng. V vàng và V hồng nhá. Cái này là cổ của nó là cổ V. Tay của nó tay hơi dơ dơ một xíu. Nhớ chị em mình nhìn hàng luôn dùng em. Đẹp chưa? Size 60-62 chị em mình mang vô tư hết. Chốt lên luôn chung mã này là mã V hồng. V hồng nhá. V hồng chốt lên luôn dùng em nha, comment mã V hồng luôn dùng em. Viền hồng hết rồi, viền hồng còn kiểu này nè. Cho chị Yến Văn Âm. Yến Văn Hồng, đây còn một cái V họ viền hồng này. Đây, cái viền hồng này cho chị Yến Văn Âm. Cổ này vẫn là cổ tròn, cho chị Yến Văn Âm. Yến Văn Âm, rồi ok, Nguyên có hai cái viền. Một còn mã V thôi, cổ V thôi. Viền vàng cho Trần Thị Thu Thảo. V vàng ở dưới cho Trần Thị Thu Thảo. Rồi lên chung mã V hồng. V hồng dùng Nguyên nhá. V hồng là cái cổ của nó hình chữ V đó. Chứ không lại phải là mã viền. Đắt xanh chị Lan Nguyễn, mới nhanh ghê không? Cái hồng cho chị Út phải không? À, cái này cho chị Lan Nguyễn nè. Đắt xanh cho Lan Nguyễn rồi đắt hồng. Đắt đen. Còn đắt hồng, đắt đen. Tia nhanh, tia xa đúng không? Đắt hồng và đắt đen. Đắt hồng, đắt xanh này còn bộ nè. Xanh này còn bộ nè. Xanh này. Nha, lên mã này. V vàng em cũng hết rồi. V vàng em hết rồi. Rồi lên luôn chung mã này là mã đắt hồng, đắt đen và đắt xanh. Xanh này còn đúng mỗi một bộ nhá. Con này chị em 60-62 mau ok luôn nha. Đấy, đắt xanh cho Hồ Thị Thanh Hoa này. Hồ Thị Thanh Hoa này. Rồi còn đắt hồng và đắt đen. Hai bộ đắt hồng, hai bộ đắt đen với giá 85.000 lên chị em mình luôn là hết nhá. Chị nào lấy cái này nữa lên luôn chung mã đắt kèm màu luôn dùng em. Hai con đắt hồng cho chị Diệu Hồ. Chị đi ngăn thư bỏ ngăn thư mở ngoặc Diệu Hồ. Rồi ok nha. Nguyên còn một đắt hồng và hai đắt đen. Lên luôn dùng nguyên với giá là 85 cho chị HT Huỳnh Vi. Rồi còn đắt đen. Còn đắt đen thôi chị ơi. Chị nào lấy đắt đen chút lên luôn dùng nguyên giá 85. Còn hai đắt đen giá 85 nha chị em mình ơi. Chị nào lấy đắt đen chút lên thầy. Hai cái thôi. Nè. Đắt đen cho chị Ánh Tuyết Nguyễn. Lên thông tin cho em nha. Kèm thông tin trên like cho em đi. Cố gắng lên cả thông tin trên like luôn dùng nguyên. Còn một bộ đắt đen giá 85 thôi. Chị nào lấy đắt đen 85 nha. Lên mã đắt đen 85 luôn dùng nguyên. Bao rẻ bao đẹp. Hết đắt hồng rồi còn đắt đen nha. Còn đắt đen thôi. Chị nào lấy đắt hồng. Lên đắt hồng luôn dùng nguyên. Đắt đen cho Sumi Lê. À quên, lên đắt đen. Lẹo kìa. Rồi cặp đen bán thẳng luôn cho chị em mình luôn. Đắt đen Sumi Lê rồi nha. Sumi Lê có đơn chưa hề? Trời, còn mấy bộ sinh thái. Khoan đã. Sumi Lê lên thông tin nha. Lên thông tin cho em đi chị ơi, thông thái nè. Ok, đang thì Thu Thảo. Trời, trời, cho em xíu còn nóc mấy bộ thông thái cho chị em mình ơi. Thông thái nè. Thông thái thì trời, mình mang bao mát bao xíu rồi. Thái. Nha, lên mã này là mã thái cam. Con này bị lỗi xíu, con này bị sườn xíu, con này bán tặng đi. Để mình về mang nhà thì ok. Ok, lên lấy số điện thoại luôn nha. Xước một xíu một đường. Con này bị xước một đường lên mã lỗi luôn dùng em 4 chiếc. Hết. Gì? Hết đèn hết rồi ạ. Hết rồi. Hết đèn hết rồi. Comment lên luôn chung mã này là mã lỗi không đồng. Á lộn lộn 49.000. Lẹo. 49.000 nha chị em mình ơi. Nha chốt lên mã lỗi cái lỗi này. Cho tuyết ra. Bị sườn xíu thôi. Nhưng mà mang nhà ok luôn. 49.000. Tuyết trần quen. Tuyết trần quen. Rồi lên mã vàng 85. Quá xíu luôn. Còn lỗi không? Thôi còn bộ lỗi chứ mấy. Còn bộ lỗi chứ mấy. Nha. Rồi lên luôn dùng nguyên mã này là mã 85 vàng, 85 xanh, 85 cam, 85 đỏ đô. Nha. Chốt lên mã 85 kèm hết màu lỗi rồi nha. Nha, 85 kèm màu luôn giúp Nguyên nhé. Nách 85 nhá, 85 kèm màu. Thì nào lấy 85 lên lưng 85 vàng. Cái này là thun thái. Nó sướng hơn cả có tông tàu luôn chị em mình. Thun thái nói chung là bao nhiêu cũng hết hết. Bao nhiêu cũng hết. Và đây là hàng sót lại nhá. Chị nào lấy cái này lên chung mã thái vàng. Thái vàng một bộ này. Thái cam đắt một bộ này. Thái đỏ đô một bộ nhá. Hai bộ thái cam một thái đỏ đô 85. Riêng về thun thái là toàn người ta bán trăm mấy một bộ hết.
Còn 100 mấy một bộ về sờ chắc sướng lắm. Sờ chắc cực sướng luôn. Nhá chị nào lấy cái này. Lỗi em hết rồi nha. Nhá chị nào lấy mã Thái lên luôn, chúng em thấy vàng, thấy đỏ đô và thấy cam đắt có 3 màu, 85.000. Đỏ đô cho Trâm Phạm. Nha. Đỏ đô đây nè. Trâm Phạm. À có một cái màu xanh xanh coban nữa nè. Một bộ màu xanh coban 85 luôn. Còn một bộ màu xanh coban 85, chị nào lấy xanh coban 85 chốt lên luôn dùng nguyên nhé. Xanh coban 85.000 chốt lên luôn dùng nguyên nha chị em mình ơi. Chị nào lấy xanh coban chốt lên xanh coban luôn dùng nguyên 85. Rồi. Thái và Ánh Tuyết Nguyễn. Ánh Tuyết Nguyễn. Còn hai cái cam đắt, một cái xanh coban 85 nữa là hết. Chị nào lấy cái này chốt nhanh tay luôn dùng nguyên nha. Ai lấy cái này nữa chốt nhanh tay luôn dùng nguyên. Ôi trời ơi, cái này hả? Bộ này cưng. Hình như bộ này đang trước cửa. Xanh cô ban cho Anh Tuyết Nguyễn. Ok giờ em lên. Để em lên nhé. Em lên xíu nữa hề. Thế tương tác lên lại dùng em xíu. Cái bỏ của chị Anh Tuyết Nguyễn này, chốt chuẩn đi cho em đi chị ạ. Chốt chuẩn cho em đi cho chị Ngô Thị Cơ. Đừng có chốt xong là đổi nữa. Rất là mệt nhé. Cố gắng chốt chuẩn giùm em nha. Manta em còn 3 cục. Lên nốt luôn cho chị em mình luôn để chuyển mã nhé. Tương tác lên luôn dùng nguyên đi chị em mình ơi. Chị Nguyên lên chị em mình đi Manta nè. Còn 3 cục Manta nữa là hết rồi. 3 cục Manta. Thái cảm đắc nè. Ừ, trăm đắc đó. Thái cảm đắc cho Sumi Lê. Rồi, tương tác lên cho em mình 3 cục manta nhé. 3 cục manta. Đây. Cho mình xóa cục áo manta. Còn 3 cục manta. Đây nó, cho nó gọn luôn. Cho nó biết mã, phải 3 cục không? Còn 3 cục nữa là hết. Ê, từ xóa. Chờ lên lại cả thông tin luôn cho em đi. Khỏi, trên nó còn một cặp màu tím. Sao kìa, manta trên nó còn cặp 2 cặp màu tím nữa kìa. Đây còn một cái viền size L, viền trắng size L, viền trắng size 2X, viền trắng size L, LXL và 2XL. Lên mã viền trắng 59.000, LXL và 2XL cho cái mã viền trắng nào nãy lên rồi. Bạn sẽ cắt ra cái này còn viền trắng không? Coi lên một mã luôn. Cắt ra ở hai cái cặp này có viền trắng không? Viền trắng kèm size luôn dùng nguyên. Cái nào mà em chốt đơn xong là em đi đơn hết rồi nhá. Chốt đơn xong là đi đơn hết rồi. Lên luôn dùng mã này, mã viền trắng LXL 2XL. Cho những anh nam nào từ 62 đổ lên đến 70kg nhá. Kèm luôn dùng nguyên cái số ký là ok hết viền trắng luôn không? Có tình này con không? Size L cho chị người tình, tình trăm năm. Người tình trăm năm. Hết size L. Thế cho chị người tình trăm năm. Rồi nhá, nguyên còn cái size hai cái size 2X. Nãy giờ bao nhiêu chị hỏi 2X lên 2X. Hàng này là hàng 225.000 một con. Mà giờ xe cho chị em mình chỉ có 59.000 con. Thì phát luôn, rẻ quá. Nha, vừa rẻ vừa đẹp. Còn 3 con thôi. Hai con size 2X và một con size 1X. Giá em đi luôn chị em là 65.000. À quên lộn, 59.000. Bỏ xong cái bỏ qua cho nó gọn nhá. Bỏ qua cho nó gọn nhá. Rồi nhá, tiếp luôn dùng nguyên màu này, màu đỏ đô. Rồi dưới còn màu đỏ đô. Đỏ đô đây có hai rồi nè. Đỏ đô nhá. Đây chị nào chờ hàng Manta thì lên đi. Lên đi. Thôi 70kg là 2X à. 70kg 2X. Trinh Phan. 70kg 2X, còn một con 2X và một con xe 1X, 2X 70. 1X là tầm 65, 65kg là chốt ok. XL cho Hồng Thám. Ok, còn một con 2X. Ok chị Ngô Thị Cơ. Tiếp lên luôn những mã này, mã đỏ đô, hai con này CL rồi. CL size 62, bà coi dưới này còn CL. Số 2. Đồ đã đô, đã đô, đã đô. Đã đô đã. Đỏ đô size 62 giúp Nguyên nhá. Nha chị nào lấy cái này lên mã đỏ đô luôn dùng Nguyên. 59 càng em. Đỏ đô à. Đỏ đô LXL và 2XL. L tầm 62. Mời có à. Thế rút lên cho mình xả đi. Thế đều đủ size. Riêng đỏ đô này đủ sai. Hả?
Đó, đô này đủ size M 62 cho chị Hạnh, Hạnh ngang size L. Hạnh ngang size L. M, L, XL, 2XL đủ size cho cái màu này. Nha, chị nào lấy đỏ đô lên đỏ đô bao đẹp luôn mà giá 59.000. Chị em mình ơi, đi mua hàng xổm xổm người hàng người ta đổ đóng không được giá này luôn. Hàng đổ đóng có giá này trong khi chị em mình đi mua hàng hả? Mấy anh hôm ơi kìa. Chị nào lấy cái này lên cho mã đỏ đô kèm size luôn dùng em nhé. Từ M đến 2X. 2X cho bèo la vàng. 2X rồi nào, sao kêu chứ. 2X. Nha, chị nào lấy mã đỏ đô lên đỏ đô luôn dùng em nhé. Từ M đến 2XL. 2X còn sao? Còn. Cho chị lương cửu. Cho chị lương cửu 59.000. Đó, có cái 2X kìa. Ok lương cửu. M cho chị Huỳnh Thị Ngọc Dung. Mời cho chị Huỳnh Thị Ngọc Dung. Mời cho Huỳnh Thị Ngọc Dung. Ok nhá. Rồi ok, chị nào lấy mã này nữa lên đỏ đô luôn dùng luôn nhá. Đỏ đô còn cái này size L. Còn cái size L nó là hết. Rồi lên cho em màu xanh. Còn size L và size XL thôi. Rồi nhá. Rồi xanh phối, xanh phối, xanh phối. Xanh phối. Đó size L. Đó Lê My. Lê My. Lê My. Rồi xanh phối dùng nguyên chị em xanh viên xanh phối xanh phối tích lời cho anh biết cả xanh phối xanh phối. Rồi còn một mã xanh phối nữa thôi chị em nhé. Xanh phối kèm sai luôn dùng nguyên. Ok hết thở đồ nha. Xanh phối kèm sai cho xanh phối. Xanh phối kèm sai còn đỏ XL này. Từ từ đấy nhé. Chị Ánh Tuyết Đặng chuyển khoản trước em mới đi đơn nhé. Em thấy của chị có đơn hoàn. Có đơn hoàn. Hơi lao rồi đó. Rồi nha, lên mã phối MLXL. Phối này có MLXL nhé. 2XL đủ size. Nhưng mà 2XL có một con thôi. Chủ yếu là size M. Lên mã phối xanh nhé. Kèm size cho em. Một con size 2X thôi. Và chủ yếu là size M. M57. L là tầm 62. XL là 65. Cao 68. Và 2XL là 70kg. Nha chị em mình nghe rõ số kế chốt luôn dùng nguyên này. M57. L là 62, XL là 65, 68 và 2X 70kg nha, để ý số ký chút đây. Lên luôn dụng mã phối. Hàng này là hàng 215.000. SC chị em là 59.000. Lên mã phối xanh. Phối xanh 2X cho chị Dung Phạm. Thế có con size 2X thôi. Thế còn còn size XL đổ về. Ủa, mới thấy con 2X mà ta. Mới thấy một con 2X. Đây, ok. Rồi nha, lên trong mã phối kèm size. Giờ còn size XL đổ về là size 65, 68. Qua mã nha, hết rồi đó. Hết rồi đó chị em mà nói. Nha, chị nào lấy cái này nữa thì lên luôn dùng nguyên nhé. 59.000 em, hắn quá rẻ luôn. Nha, chị nào lấy mã phối xanh 59.000. Còn size 65, 68, 62 thì chị hạnh ngang size L. 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 Rồi qua nha. Ai chưa có cái này chị lên nha. Chị nào chưa có cái này lên chung mã phối xanh kèm luôn dùng nguyên cái size. Kèm size MLXL 3 size nha. Đây còn cái này còn đó. Chị nào hỏi Manta thì lên đi nha. Chị nào hỏi Manta thì lên luôn. Từ từ cái bộ còn size L đó. Còn size L đó. Có cái màu tím phối thì nên là hồi nãy giờ không có màu tím này. Hồi nãy giờ không có màu tím này. L còn ấy, ba lặt phía sau hắn ấy. L là chị người tình trăm năm. Hình thì Ngọc Dung xây mờ. Hình thì Ngọc Dung xây mờ. Tắt mưa gỗ sợ sợ trái. Em không đâu chị Mỹ Hạnh Hồ ơi. Có cái nào thì em đã đọc trên live rồi. Xem ơi con này phối nè. Phối đỏ đô mã nào chị có không chốt. Giờ chị hỏi chả biết luôn. Hồ Thị Hình Thị. Ô con này còn một cọc tay 2X nha. Trời ơi hàng cắt kỹ 2XL. Cọc này toàn bộ 2XL này chị em ơi. Làm chỉ có tím mà sao? Tím đây nhưng mà 2X hết à. 2X nha. Tím này toàn bộ 2X okay, 70kg. Ok, cái này 2X rồi Mỹ Hạnh Hồ nha, 2X mà rồi. Tím này toàn bộ là 2X 70kg nha chị em ơi. Sướng chưa?
tím phối, cái này có printa cá nhân, trù cái ông hình mẫu ông mang cái này cực đẹp. Còn xả miếng nước nữa nè, xả miếng nước nữa nè, nước có à, nước có cồn. Lên mã này phối tím 2XL nhá, 2XL CM không có một tím. View X số 3, bà tấm hết kia. Kéo cái kia qua bà sợ nó sale nha. Hay cho chị hợp nha, chị nào lấy tím 2X lên tím 2X luôn dùng nguyên 59.000 xây 70. Lại được xây to nữa chị em mình nè. Lại được xây to 70kg mang ok. Đấy, cái này là nguyên chốt để mang thông thả đấy. Chốt để mang thông thả, khách nhà nguyên 75kg vẫn mang size 2X. Khách nhà nguyên 75kg vẫn mang size 2X nhưng mà nguyên chốt cái này để mang thông thả. Đấy, chị nào lấy cái này lên mã tím 2X. Nếu như mà anh nào bụng mà bụng nhỏ gọn là 75kg mang ok nha. Chị nào lấy cái này lên chung mã này là mã tím 2X. Đấy, nãy giờ chị nào hỏi 2X, chờ 2X, chốt 2X nha. Qua nhá, qua nhá chị em mình ơi. Cái này có CM, cái này có XL nữa. Tím cọc này cọc XL. Hết xe nhỏ rồi đó, hết xe nhỏ nhá. Rồi qua mã nha chị em mình ơi, qua. Cái này em bán tặng luôn chị em mình luôn. Còn mấy cái bán tặng mỗi chị em con nhá. Bán tặng mỗi chị em con, mùa này mang con này cực sướng. Size chị em mình 60 mang ok. Cái này còn từng này con. Chị nào đang có đơn chốt nhá. Chị nào đang có đơn chốt nha. Chị nào không có đơn con này bỏ qua đi. Chứ không mất công có một con xong cái ruột tới ruột lui mệt lắm nha. Chị nào chưa có đơn thôi cái mã này thôi. Em đi luôn chị em mình mã này tặng mỗi chị con. Bán tặng mỗi chị con. Còn từng này con. Em đây luôn chị em mình mã này là mã tặng 29.000. Tặng 29.000 nhá. Con này chắc đuổi lụa và phong chị em mình 60-62 mang vô tư hết con à. Con này mang cực kỳ sướng. 29.000 luôn. Rẻ hơn giá sỉ thì chị em mình nè. Sỉ nhà Nguyên lấy 50 con không có giá 29.000. Đấy, chị em mình mua trên live bao giờ cũng được lợi hơn hết nhá. Cố gắng chia sẻ lên luôn chị Nguyên. 29.000 con này dòng đuổi lụa chị em mình mang như là không mang đồ luôn ấy. Cho chị phần thì bị hạn con. Cho chị hợp một con. Xây 60-62 chị em mang được con nè. Nha, nhẹ tên. Chốt lên luôn cho mã này là mã sọc 29 cho chị Dung Phạm. Cho chị Nguyễn Thủy. Dung Phạm Nguyễn Thủy. Nghĩa Đòn. Mỹ Hạnh Hồ. Vê Phương Châu. Gửi chị 2X mà chốt 83. Em chốt để mang thông thả em sợ lắm. Đây này, còn con cuối cùng hết nha. Con màu này, cho chị Huỳnh Thị Thị Hạnh con. Huỳnh Thị Thị Hạnh con. Rồi ok, lên mã 29 vàng. Tặng 29 vàng. Tặng 29 vàng. Tặng 29 vàng đi. Không rồi cho chị Trinh Phan 2 cái. Trinh Phan 2 cái. Trinh Phan 2 cái. Rồi nhá, còn đỏ. Còn đỏ. Vàng hết, còn đỏ và trắng thôi. Còn đỏ và trắng. 29.000 làm sao mua được các chị em mình. Chữ thì toàn bộ là chữ theo. Sỉ nhà Nguyên đang không có giá này, đảm bảo luôn. Sỉ nhà Nguyên lấy 50 con, Nguyên không bỏ giá 29.000 đâu. Bây giờ trên live dặn gọi là bán lấy tương tác, các chị em mình cố gắng chia sẻ cho Nguyên nhá. Leno gửi mã này đỏ, đỏ cho chị Châu Mỹ Trang. Lê My. Châu Mỹ Trang. Lê My này. Hạnh Ngân này. Hạnh Ngân này. Phi Phi Trần. Thanh Loan. Đỏ mà. Phi Phi Trần trắng. Thanh Loan. Nguyễn Thủy nè. Nguyễn Thủy nè. Rồi ok, còn ba đỏ. Trắng cho chị Nguyễn Tâm. Nguyễn Tâm. Chị Tâm mai em đi đơn luôn chị Tâm nghe. Còn ba đỏ nữa là hết 29.000. Còn ba đỏ với giá là 29.000 một em. Hết trắng. Còn đỏ thôi. Nè chị em mình nhìn nè, không đủ tiền công gì luôn ấy. Mai không có, theo không có, mã công like công gói hàng cũng không luôn ấy. 29.000. Thật chưa? Ba con nữa thôi là hết. Màu đỏ sọc trắng, ba con cuối cùng. Tặng 29. Tặng 29 nhé. Chị nào lấy cái này lên luôn chung mã tặng 29. Ba con nữa là hết. Nhá, ai lấy mã tặng 29 chút lên mã tặng 29k giúp Nguyên cho chị em mình ơi. Tặng 29.000. Vườn này còn riêng nhà ta. Cái góc này còn riêng nhà ta. Rồi tiếp bộ 85 nhưng còn từng này bộ. Đó cho chị Thanh Hoa, Nguyễn Lành. Có giày tay à?
hình thì Ngọc Dung hết nhá. Một cái phối xanh 59k CL. Cái xanh phối xanh 59k CL. Bây giờ không thấy phối xanh CL nữa chị ạ. Qua rồi giờ chả thấy đâu, quần sọt à, có quần sọt, có quần sọt, có quần u mì. Có quần u mì. Quần ring. U mì ring. Đồ em đang mang là 85. Đây 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 đây, đồ Quân đang mang đây nè. Đây. Còn mấy cái chữ này cưng. Màu nâu nè. Còn mấy chữ này cưng này chị em mình nè. Đây mà ảnh này là mã NI xanh và NI vàng 85.000. Và form này dành cho chị em mình 60-62. Mang ok con này mua. Đó, có 3. Quần công sở em còn 29 đỏ em hết rồi chị Nga ơi. Hết rồi chị Nga ơi. Lên mã này là mã NI. Công sở em còn, công sở siêu rẻ luôn á. Công sở siêu rẻ luôn. Chốt mã NI vàng luôn. Dùng nguyên bộ này giống bộ form bộ Nguyên đang mang. Từ từ cho em hai bộ. Màu giống Nguyên không có, hết rồi. Màu giống Nguyên đang lên rồi. Hay là thích bò bò đây hả? Bò để từ từ em coi. Comment lên mã NI, không lên từng mã, ưa cái mã nào. Có, xíu nè em lên, chờ em xíu. Chờ em xíu. Lên mã NI 85, NI vàng, NI xanh. Phong chị em 60-62. Đấy, vô mùa mang những con này xuống. Nhẹ tay. Nha. Hàng này là hàng có tông tàu. Mềm và co giãn, thấm hút tốt nha. Còn hai con NI vàng. Màu khác cũng được thôi chị. Từ từ chờ em xíu. Em lên mẫu chị chọn đi cho nó dễ. Lên mẫu chọn cho nó dễ. Nguyên có NI vàng, NI xanh. Chị nào lấy NI lên NI dùng Nguyên nhá. NI vàng và NI xanh. Dùng có hai con thôi đúng không? Hả? Để qua đi, ba đừng có hỏi ngược lại là mày mắc tập trung. Rồi nha, lên luôn cho mã này là mã chữ nu. Comment mã này mã chữ nu. Chữ nu con bộ. Nhá chốt lên mã chữ nu. Ui quần lửng chị em mình ơi. Con này quần lửng nha. Chữ nu này quần lửng này, chị nào lấy nu lửng lên nu lửng luôn dùng em con bộ nu lửng. Một bộ nu lửng 85. Đấy thế đang chốt đây nè. Em đang lên đây nè. Chị nào lấy lửng lên nhá. Nãy giờ mới có bộ lửng 6 bộ lọt vô. Lên mã lửng 85. Nha, chị nào lấy lửng 85 lên luôn dùng em bỏ xuống xếp lại được không? Lửng 85. Nu cho chị Phương Thảo Nguyễn. Nu lửng 85. Con này cũng lửng. Con này cũng lửng nha, chị Vy Phương Châu. À không, chị Huỳnh Hồng Nhung. Huỳnh Hồng Nhung. NI nu cho chị Bích Sương. NI nu này NI đùi nhá. NI này là đùi nha, cho chị Bích Sương. Bộ NI là bộ đùi, chỉ có cái bộ hồi nãy là bộ lửng thôi. Nhá. Comment mã này là mã NI phải không? Chị Bích Sương lấy cái mã đùi đúng không? Lên đùi cho em nhá, lên rõ. Nu này là nu lửng thôi. À quên, nu đùi thôi, hết lửng rồi. Hết lửng nhá, chị nào lấy đùi lên đùi thôi. Nó lọt được hai bộ lửng vô trong nó thôi, chứ còn toàn bộ cũng đi trong cái này là đi đùi hết. Nhá, chị Bách Sương lấy lửng thì lên lửng dùng Nguyên nhá. Lên mã NI luôn dùng Nguyên nhá. NI 85k. Từ từ. Đây cho chị Bách Sương đây. Đây nhá. Bách Sương 85, chị nào lấy NI lên NI luôn dùng Nguyên. 85.000. NI nu chữ đen. Đẹp lắm, chị em cứ mua thử những cái bộ này đi. 85.000 thì nó quá rẻ cho một bộ có tông tàu nhé. Nha, chị nào lấy cái này nữa thì lên luôn dùng Nguyên. NI. Nha, NI. Lửng hết rồi, có một bộ, hai bộ lửng thôi, không còn lửng lên đâu. Nha, còn đùi thôi đấy, chị nào lấy đùi lên đùi. Đùi cho chị Thanh Hoa. Thanh Hoa luôn, 85. Đây, bộ của Nguyên đang mang còn cọc. Tương tự nhé. Tương tự nha. Cái bỏ của chị Bích Sương ra đi. Chị gì hồi nãy bảo để hai bộ ta. Hai bộ thì lấy những cái mã này. Lên mã gấu vàng 85.
lên nó cọc bộ này nữa cho chị em mình ơi. Chị Thanh Hoa đúng không? Ok em để chị bộ này, em để chị bộ này nhé. Chị Thanh Hoa lên lại cho Nguyên. Đây na ná thôi, na ná nha. Hay là lấy beo này, beo này nha. Thôi để chị bộ gấu đi, bộ gấu đi. Rồi nhá, lên ôm mã beo luôn được. Nguyên kèm màu có ba bộ, bộ beo thôi. Ba bộ beo, beo nu, beo hồng, beo không quên, beo nu, beo xanh, beo vàng. Ok. Nói thật sự là càng lên chị em mình càng loạn, càng lên càng loạn thôi, không biết lựa chọn sao luôn. Ok, hai bộ rồi, lên lên lại thông tin cho em. Lên mã này là mã beo xinh chưa, beo xanh chị Thanh Hoa, Thanh Hoa, Thanh Hoa. Rồi beo nu, beo vàng 85. Lên lại thông tin trên like cho em nhé. 85.000 beo nu hết rồi đó, tranh thủ mà phát đi nha. Bộ thì hơi bị hiếp. Comment mã này, beo xanh rồi nhá, beo nu, beo vàng. À, giờ chị Thủy Thủy nào đây nè, Thủy Thủy nào đây nè, xanh, vàng, vàng của chị Thủy Thủy rồi, rồi nu thôi, nu nhá, nu cho chị Huỳnh Thị Hạnh hết nè. Ok chị Thanh Hoa, cái này chị Huỳnh Thị Hạnh hết này. Hết nhá. Đây mã gấu này con bộ, gấu đen này con bộ, bị gấu con gì, đây mã đen. Chúc lên đen luôn dùng nguyên nhé. Comment lên mã gấu đen 80 hình đen đi. Chúc mã hình đen 85 nhá. Lên hình luôn dùng nguyên này. Cái này cân nàng. Hình 85 nguyên có một cái. Làm sao? Lẹ để trương muốn làm sao? Cái này có hai. Lên mã chữ xanh và chữ nu. 85.000 thôi, phát đi dạ mình ơi. Trời ơi. Thủy Thủy thêm, để hai bộ, thêm bộ này này. Hình cho chị Thanh Hoa kìa. Hình Thanh Hoa. Thủy Thủy được một bộ trước rồi, chị chốt thêm đi nha. Rồi lên công dụng nè. Beo em hết rồi. Tôi beo hả chị em ơi. Hết beo rồi. Hết beo hết bò rồi. Chữ này đẹp mà. Lên mã chữ nu, chữ xanh có hai bộ. Nè, đổi mẫu đi chị Thủy Thủy ơi. Hồi nãy chị Thủy Thủy được một bộ nhá. Nha, chốt lên công dụng mã này là mã chữ nu và chữ xanh 85. Chị nào lấy chữ lên chữ nhá, bỏ bì cho nó gọn sao. Bỏ bì cho nó gọn. Chốt mã chữ nu và chữ xanh lên luôn dùng nguyên. Doraemon hai bò này. Cái bò trắng này dễ. Thích beo thích bò thì lấy cái này. Bè bò, bò TikTok. Bò TikTok. Lên mã bò luôn dùng nguyên nhá. Bò trắng. Bò trắng. Bò trắng 85, chị nào lấy bò lên dùng nguyên nhá. Bò 85, chữ nu chị Thanh Hoa. Chữ nu chị Thanh Hoa. Phát 3 bộ, 5 bộ, 7 bộ để dành mà mang cả mùa, mang cả năm. Cái này mang mùa nào cũng được hết. Bò trắng gì Thủy Thủy. Chị em mình mang cái này mang mùa mà nào không được. Thủy Thủy. Rồi lên mã Doraemon. Lên mã Mon hồng và Mon nu. Bò hết nhá. Hình này là hình Doraemon màu hồng và màu nu 85. Doraemon màu hồng và màu nu. Giá em lên luôn chị em là 85.000. À quên ba, còn ít một ít khăn tắm rồi đó. Cho lên luôn để khách kẹp đơn nè. Khăn tắm bữa giờ thiếu hàng, khăn tắm nhà nguyên thôi. Đây luôn dùng nguyên cái mã này lên cho mã Doraemon. Lên mã Mon là ok. Mon hồng và Mon nu 85 nhá. Chúc mã Mon hồng và Mon nu 85.000. Chúc lên luôn dùng nguyên vậy mà nè. Còn 60-62 vậy em mà cũng được hết nhá. Lên mã Mon hồng và Mon nu 85.000 nhá. Chị nào lấy Mon lên Mon luôn dùng nguyên là 2 bộ. Cần. Cần quá. Rồi lấy mã gấu kèm màu. Rồi mã cuối cùng. Thì không kịp chị ơi. Chữ nâu chút chưa? Hết rồi. Chữ nâu chút rồi đúng không? Còn một chữ nâu này nè. Là V nâu. Còn một mã LV nâu thôi. Còn một mã LV nâu thôi. Rồi nha. Nguồn chứ phải gấu nè. Đây gấu đây, gấu hồng cái gì Thanh Hoa. Gấu hồng đây nè. Gấu hồng Thanh Hoa này. Rồi nè, gấu vàng, không cần mở này nhá. Cưng chưa? Gấu vàng, gấu đen, gấu xanh, gấu nu. Đấy. Bốn con gấu nữa là hết. Chị nào lấy gấu lên gấu 85k lên dùng em nhá. Chốt gấu 85. Chị nào lấy gấu 85 comment lên gấu. Gấu 85 nha.
Còn bộ gấu đẹp đang mở cho chị em mình, cái họa tiết gấu cho chị em mình xem. Gấu vàng cho Thiều Minh Phương. Thiều Minh Phương. À có con bò hồng đó kìa. Con bò màu hồng. Có một em bò màu hồng. Chị nào lấy bò hồng lên bò hồng 85. Hai bò hồng 85. Đây chị cái chi hồng hồng đó kìa. Đó, dưới cháu có. Đáp kìa. Hồng kìa. Ok em lên tăng 8 trời. Các bạn đo còn hồng. Đấy bò kìa. Bắt bò cho nên là bí luôn. Ok chờ em xíu. Bò hồng 85. Chị nào lấy bò lên bò nè. Đây. Giống không? Hơi giống nhá. Con này hơi giống Nguyên Lan Man. Lên mã bò hồng 85. Có bò hồng, bò đen, bò vàng. 85.000 một bộ bò. Size chị em mình 60, 62 mang ok con này 85 hả? Chị nào lấy bò, chút bò lên luôn dùng đi. 85. Bò 85 hai mà. Nhá, ai lấy bò lên bò luôn dùng đi, cái mã sọc mình bán cực kỳ chạy. Mã sọc mình còn có một bộ. Sọc này còn bộ. Cho Nguyễn Thì. Lên thông tin nha. Nguyễn Thì lên thông tin nha. Lên thông tin cho em nhá. Lên mã sọc. Sọc này còn bộ thôi. Lên mã sọc 85. Chị nào lấy sọc 85 lên sọc 85 luôn dùng đi nhé. Sọc 85. Đấy, chị nào lấy sọc 85 lên sọc 85k luôn dùng đi nhé. Còn bộ thôi. Trời ok em lên chị em mình khăn 8. Khăn 8 thì cực kỳ chạy luôn. Chị em mình để ý nè. Hàng này là hàng khăn to, hàng mềm, hàng thấm hút nhiều ấy. Nhiều chỗ người ta không bán khăn tắm mà. Thì lên công ty nha. Đây là công ty cho em nhé. Khách nhà Nguyễn nó là chọn sọc cho chị Thiều Minh Phượng. Khách nhà Nguyên là chắc là chuộng cái khăn tắm. Bữa giờ là về. Bữa giờ về đợt hai đợt là toàn bộ là em bác sĩ hết. Ok, cho tiết ra. Toàn bộ là đóng sĩ hết, không có để mà lay lẻ luôn. Nha, còn cái này về em chưa ấp, khách còn không biết, sĩ còn không biết. Em đi luôn trẻ mình con này luôn, to lắm. Mà nó mềm. Nhà Nguyên cũng hai con này. Nó mềm, nó thấm hút nhiều như vậy em mình ơi. Mềm và thấm hút cực nhiều. Lên mã khăn tắm. Không. Không có bộ lẫn gì ạ, trời không có bộ lẫn đâu. À bộ lẫn còn bộ lẫn lanh. Lẫn lanh thôi. Lẫn lanh. To cực to nha. Gấu xanh thì như thế này thôi chứ còn mở cái gì nữa chị. Mở hơn bộ thôi, còn màu nó na ná giống nhau chứ mỗi bộ mà lên mở hết thì nó rất là mất công. Nha, lên luôn cho mã này mã khăn tắm. Nha chị em mình lấy số lượng thôi. Mua con, hai con, ba con gì đấy mua. Nha, em đi luôn chị em mình là 45.000 một con. Khăn trắng to nhá, con này mềm, cực mềm và thấm hút cái chị em mình ơi. Nha, lên mã khăn tắm không phải hàng sổn sổn, hàng khô khô đâu. Hàng này chị em mình nếu như mà chị em đi ra lẻ các cửa hàng người ta bán như vậy em 70-80 nghìn một con. Nhá. Cho mẹ có bộ lanh. Có bộ lanh nhung. Bộ lanh nhung. Sớ. Nha, chị nào lấy cái này lên mã khăn tắm. Nhá. Lên số lượng luôn dùng 45.000 một em. Không phải sổn sổn như hàng người ta bán cho chị em mình mà 100.000 ba cái, 100.000 bốn cái không chạy nhá. Em nói thật đấy, không phải hàng 100.000 ba cái, 100.000 bốn cái. Nha, lên mã này mã khăn tắm 45.000 một em và đảm bảo là hàng này người ta đi ra lẻ ngồi là 80.000 một con. Nhá, đây sẵn đây bao nhiêu luôn đây nè. Hai cái hình Thùy Hạnh này. Nha. Cho chị Hạnh Ngân này. To nha, lên này, con này rất là to. Không có màu trắng chị ơi, không có màu trắng. Nha, lên mã khăn tắm 45.000 một em. Hàng này chạy cực kỳ. Đấy, chị nào lấy mã khăn tắm lên luôn dùng em khăn tắm 45.000 cho chị Thiều Minh Phượng hai con. Không có màu trắng gì nghe. Cho Sang Sang, cho Lương, cho chị Lương Cửu, cho chị may cỏ này, may cỏ nào ta? Chị may cỏ phải hai nhắn tin bên Zalo cho em không đấy? Khăn tắm chị Tuyết Trần 45.000. Không phải cái loại mà người ta bán 100.000 hai cái, 100.000 ba cái. Không chọn màu đâu chị ơi, không chọn màu. Chị nào chọn màu không chút. Nha, lưu ý. Không phải cái hàng xổm xổm, chị em mua hàng nhà Nguyên, chị em mình yên tâm. Và em đi luôn cho em mình là 45.000 con. Mềm cực mềm, đang dùng cái này rồi nên là chị em mình cứ yên tâm chút cái này thôi. Cho Nguyễn Tâm hai cái, 45.000 một em nhá. Mua lẵng hai con, ba con để dành xài. Để dành mà xài. Mềm lắm và thấm hút với chị em mình không? Nha. Khăn tắm không chọn màu, chị nào chọn màu em không chốt nha. Em nói từ đầu là không chọn màu, những chị chốt lên màu em không chọn, em không chốt nha.
cứ lên luôn trường Nguyễn Khang Tắm là ok cho chị Yến Nguyễn Khang Tắm. Yến Nguyễn Khang Tắm rồi nhá. Chị nào chưa có khăn tắm lên khăn tắm luôn dù nguyên giá 45k một em rồi. Chị cái góc này còn ít kính rồi thả lên luôn khăn tắm để Thúy lên. Thúy lên ok nè. Cái này kính góc này, kính này nhận hàng về lại khách lại bảo là không nghĩ nó đẹp như thế này. Khăn tắm gì trang pha, hình như cái này chưa có kính, kính trong hộp, kính trong hộp cho bà sao cái cái hộp luôn. Có hai mẫu kính, có hai mẫu kính ok. Chị nào lấy khăn thì cứ lên khăn luôn dùng nguyên đi nhé. Nguyên lên luôn chị em mình con này. Áo nắng à, nhưng mà từ từ chị Mai Cỏ ơi, chị Mai Cỏ là chị Mai Cỏ ở đâu đây nè, lên thông tin lại cho em, tại vì khách nhà em nhiều Mai Cỏ lắm. Chị Mai Cỏ hay nhắn tin hay là bên Zalo hay là sao, lên thông tin cho em đã nha, lên thông tin cho em. Nắng lanh dài thì tại em còn mỗi size L thôi, còn mỗi size L thôi, lên luôn. Dùng mã này là mã kính, con này đẹp lắm. Nguyên má mà chị em mình đi vào shop, cái này kèm hộp hết nhá, kèm hộp hết. Đi vào shop kính, các cửa hàng kính thì người ta bán chị em mình con này từ 150 đến 180 một con. Cái này chị em mình là gọi là kính giả cần, kính chị em mình đi nắng, đi bụi, kính đi bụi. Thì nếu như mà chị em mình cần, chị em mình có thể đi ra ngoài lấy cái gọng này thay cái chồng thôi nha, thay cái chồng. Nguyên nói là cái chồng này nè, à, cái gọng này nè 500 mấy nghìn, nhưng mà nó xấu. Cái kính, cái riêng cái gọng này là 500 mấy nghìn đấy, nhưng mà nó xấu. Thay cho chị em mình con này, chị em mình cái này chị em mình ra, nếu chị em mình cặn chị em mình ra thay cái chồng này đi đấy. Để chị em mình nhìn lên mã kính luôn, dù Nguyên có cả hộp nhé, có cả hộp. Nguyên đang có hai mã nha. Chị nào thích cái mã này lên chung mã 1, và chị nào thích cái mã này lên chung mã 2. Cái này chị em mình đi ra ngoài, ví dụ chị em mình đi buổi tối đỡ bụi đỡ côn trùng đấy nè. Có hai mã kính nhé, hai mã kính em đi luôn. Chị em mang con này thực sự là không thấy cái gì hết, mang con này chả thấy cái gì hết. Hai mã cho chị em mình thôi, em đi luôn cho chị em mình mã này. Kính mã số 1 là mã Nguyên đang mang, và mã này là mã số 2. Sao rất là rẻ, cái này có cả hộp luôn. Em đi luôn chị em mình con này với giá là 79.000 một con. Phải 79k ta, phải 79k mày, 69k đi, 69k một con kính như thế này nha. Lên luôn dụng mã này là mã kính 69k luôn dụng Nguyên nghe chị em mình nhé. Chốt mã kính 69 luôn dụng ok. Mã Nguyên đang mang như thế này là chị em mình lên luôn cho mã này là mã 1, và mã này là mã 2. Sẽ mang cho chị em mình cả hai mã cho chị em mình xem nhé. Lên kính luôn dụng Nguyên. Cái điện thoại này bên này sao nó đứng mất luôn ấy. Mã 1 và mã 2, đây mã 2 này, cầm con kính nó nặng trịch luôn. Nó nặng trịch tay luôn, chứ không phải là hàng mỏng mảnh mà người ta bán ngoài chợ mà vài 20-30 nghìn. Đấy, thậm chí người chợ người ta bán cho chị em tiền trăm không được con này. Chuẩn hàng kính xịn nhá. Đây là mã 2 này chị em mình. Chị nào lấy cái mã này lên chung mã này là mã 2 nhá. Đấy, mã 1 là mã này, mã 2 là mã này. Đấy, giờ kính nắng chị ơi, kính nắng hoặc chị em mình đi nhà đi tối, chị em mình đi bụi đó nha. Hoặc là chị em mình ví dụ như rằng nếu chị em mình cặn, chị em mình đi ra thay cái chồng thôi. Vì riêng cái gọng này là đã 500 mấy nghìn. Riêng cái gọng nè, mua cái kính này, nguyên cắt cái kính này, riêng cái gọng này đã 500 mấy nghìn rồi đấy. Còn cái kính nữa. Đấy, chị nào lấy cái này thì lên cho mã 1, và mã này là mã 2. Kèm hộp nhé, kèm hộp nhé. Chị nào lấy mã 1 lên mã 1, mã 1 và mã 2 nha. 69 nghìn nó siêu rẻ luôn. Con này gọi là siêu rẻ luôn đấy. Đẹp nhé chị em mình nói. Hàng đẹp nhé, hàng xịn chứ không phải hàng sổm sổm này chị em mình cứ yên tâm. Đấy, chị em mình thích thì chị em có thể ra cái thay, thay cái chồng ra ngoài tiệm kính. Mã 2 cho Thủy Thủy, mã 2 cho Thủy Thủy, mã 2 cho Thủy Thủy, và mã 1 cho chị Huỳnh Thị Thị Hạ. Mã 2 à, ok nhá. Nguyên qua mã nhé chị em mình. Chị nào chưa có cái mã này lên chung mã này, mã 1 hoặc mã 2 nhá. Chưa, 69.000. Ủa chị là gì ta, chị Mai Cỏ hồi nãy giờ có đơn mà không có thấy, không biết là chị Mai Cỏ nào. Lên thông tin lại cho em đi chị Mai Cỏ ơi, lên lại thông tin trên live cho em nhé. Rồi ok, chị nào lấy mã nào lên mã đó luôn dù Nguyên nhé.
69k một em như thế này thì làm sao mà chị em mình mua ở đâu được. Nhá, chị nào lấy kính lên kính ông dùng nguyên hai mã nha, em qua mã bỏ cái này xuống hai mã nhé. Tương tác lên xíu với chị em mình ạ, tương tác lên xíu nha, em lại 15 phút nữa đến được nhiều giờ em nghĩ nhé, 15 phút nữa em nghĩ nha. Rồi tiếp lên ông dùng nguyên cái cọc này là phong gì đây em bán tặng nhé, cọc này là phong gì đây em bán tặng luôn các chị em, phong theo một ít phong theo đi, cọc này bán tặng nha. Sao cái chị mới hồi nãy giờ hỏi mà chả thấy trả lời. Mai cỏ máy mai cỏ thôi chị lượt lại like giờ em không 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 like đi like về nhé, thôi chị lượt lại like chị xem. Đấy. Cái này toàn bộ là phôm nhỏ, phôm chị em mình tầm 55-57 đổ về chị em chút đẹp. Cọc này, riêng cọc này em lên bán tặng hết luôn chị em mình là giá 39.000 nha, 39.000 nhá. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng đi. Lên mã này là mã chữ hồng tặng 39, tay chị em mình nhìn chắc tính chị ơi, chị Thanh Thúy Dương lấy mã nào lên rõ mã cho em nhé, lên rõ mã cho em mã 1 hay mã 2, lên mã này mã tặng hồng 39 luôn, tặng hồng 39 chút lên luôn dùng nguyên nhé. Hồng 39 ok, hai con hai màu cho hình thì hạnh phần thì hạnh 39.000 con này quá rẻ, đợt này đi tìm sang con mấy con phong này mà giá này không có được chị em mình nhá. Ok chị Huỳnh Thị Hạnh hai con 39.000, có hồng đậm và hồng nhạt đấy, 39.000 em Huỳnh Thị Hạnh hai em. Rồi ok nhá, chị nào lấy cái này lên mã tặng 39 kèm màu luôn dùng nguyên một màu hồng đậm một màu hồng nhạt 39k đây, hồng đậm và hồng nhạt 39 nhá, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên hồng đậm 39 hồng nhạt 39 luôn dùng nguyên nha. Còn xem like không đấy chị em mình ơi, để biết mà còn like nha, hay lên sải thằng lẻ, hay lên sải thằng lẻ, cái tiêu gì gì thế, lên nữa không cho chị Yến Nguyễn màu hồng, hồng đậm cho chị Phương Linh, Phương Linh hồng đậm cho chị Hợp Nguyễn, Hợp Nguyễn cho chị Thúy Lê, Thúy Lê nha, hoa nha, hoa nha chị em mà nói. Ôi còn một cọc, còn một cọc áo bó cổ nha chị em mà nói, còn một cọc áo bó cổ. Cái mã này đang còn hai bộ này đi làm gì vậy, chị dơ chứ để bán tặng. Cọc này nó bị lỗi xíu nha chị em mình ơi, hai cái bộ này nó bị lỗi xíu, nó bị nhem màu xíu nhá, được chưa? Không đậm cái gì à? Sung Nhi Phạm ơi lấy thông tin cho la cho em, không đậm làm gì? Sung Nhi Phạm lấy thông tin cho la cho em nhé. Hai bộ này nó bị được, hai bộ này nó bị nhem xíu nhưng mà cũng không ảnh hưởng đâu, do bị hấp màu ấy, màu trắng mà riêng để những cái màu này mà không không để giấy riêng, không để cắt riêng ra nó bị hấp màu chứ không, không ảnh hưởng nha. Bộ này em tặng 39.000 luôn, có hai bộ. Sai chị em mình 60. Nha, tặng 39 luôn. Cái này nó bị hấp màu xíu nha chị em mình ơi, nhưng mà không ảnh hưởng lắm. Nói chung là so rất là kỹ mới thấy. Nha, em lên luôn chị em mình mã này mã tặng bao 39.000 luôn, sai 60 62 chị em mình lên luôn ok con. Nha, chốt lên mã bao luôn dùng nguyên. Bao 39 có hai con. Ai lấy bao 39 lên luôn dùng nguyên. Ok nhé chị ơi, ai chính chị hàng ngăn một bộ, bộ này bị hấp màu xíu nha. Đấy, hàng này là hàng em sale 65.000 đấy. Chị Trao Mỹ Trang, Trao Mỹ Trang hàng em sale 65.000. Ok, Trao Mỹ Trang nữa nhé, Trao Mỹ Trang nữa lên hết, có cái bộ này nữa. Chừa cho hàng nguyên luôn. Em còn mấy cái bộ dây cho em coi, em còn lên xem hết chị em luôn. Bộ dây này là bộ lụa nhé chị em mình nhé.
Thôi, cho mình sợ cái sợi dây su đi. Cột nãy thì nó cứ phồng 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 lên đi. Em sale nó luôn cho em mình mấy cái bộ dây này. Vô mùa mang cái bộ này xứng luôn. Su kẹp gì cũng được. Ben hết rồi. Ben hết rồi nha. Khẩu trang à? Khẩu trang em đang thiếu. Khẩu trang còn ít quá. Đợi vài hôm nữa đi chị em mình ơi. Đợi vài hôm nữa nha. Đáng quá. Đáng quá. Cái hiệu thì vẫn lạ lét. Lên bán tặng mấy cái bộ lụa này. Trời đi mang mấy cái bộ lụa đi cho nó sướng. Cho nó sướng cái tấm lưng nhá. Lụa 2 dây, form này chị em lấy 60 nhá. Lụa 2 dây, form lấy 60 nhá chị em mình ơi. Một chút 55, 57 đi. Khẩu trang trẻ em 2 ngày nữa có hàng. Chờ em ít hôm nhá. Lụa 2 dây, này chị em mình nhìn nhá. Cân chưa? Chút lấy 57 đi. Mang cho nó thông thả, mang mặt nhà mang cho nó thông thả nhá. Này, cân chưa? Còn chị em mình vô trong các shop đồ ngủ là nó đang bán bộ này 125.000. Những cái bộ này nó đang chạy 125.000. Bộ lụa nhá. Bộ lụa 2 dây 57 đổ về là chị em mình mang đẹp con này. Em đưa chị em mình nó 55.000. Nha, lên mã dây xanh 55.000. Nhá, chị nào lấy cái này. Lên mã này mã dây xanh 57 đổ về là chị em chúc đẹp. Các shop đồ ngủ toàn 125 hết. Đấy, chị nào lấy cái này lên chung mã này mã lụa xanh nhá, mang trời nắng mang những cái bộ này ngủ bao sướng luôn. 55.000 lụa xanh, chị nào lấy lụa xanh lên lụa xanh luôn dùng đi nhé. Ở bì đi lụa xanh luôn dùng đi. Mình có lụa xanh, lụa vàng, lụa đỏ, tương tác lên xíu chị em mình ơi. Để biết mà còn lên nhá. Lụa đỏ nè. Lụa hồng nè. Đấy, lụa đen. 55.000 một bộ như thế này thôi. Lụa xanh cho Dung Nguyễn. À, em 62 kg chứ còn mấy 60 kg bằng bon trang được, hết dụng 60 bằng bon trang được. Nhưng mà một chút đến 57 kg á, cho nó thông thả đấy. Đấy, lụa vàng kia chị Mỹ Hạnh Hồ. Mỹ Hạnh Hồ. Con này thì em mang được nè nè Thúy Vy ơi. Màu đen này em mang đẹp. Màu đen này em mang ok nè. Đen này mang ok nè. Áp xuống cổ từ từ. Nha, màu đen nè, đen này to nè, đen này đen 60 nè. Đấy, chị nào lấy đen. Đen lên đen luôn dùng nguyên nhé. Đen 55.000. Đỏ cho chị Hạnh nha. Đen cho chị Bông Nguyễn rồi. Đen cho Bông Nguyễn đi chị coi. Cái mẫu mà cái quần màu khác thì nó sẽ to hơn. Đấy. Đây, lấy màu xanh đen nhé. Lấy màu xanh đen nhé. Xanh đen nhé. Xanh đen mang được. Không thì đen cũng được, đen mẫu nào. Bông Nguyễn, Bông Nguyễn. Bông Nguyễn rồi. Từ từ. À, Bông Nguyễn quen. Bông Nguyễn này, Bông Nguyễn quen. Đen này Thúy Vy mang vừa. Đen này Thúy Vy mang vừa. Đen dành thị Thúy Vy nè ba. 55.000 thôi, bao đẹp luôn. Ừ, để em bộ. Con này size 60 này chị em mình nè. Làm sao mà mua được giá 55.000. Vài ba hôm nữa chị em mình rất là cần những cái bộ này để mang mặc nhà mang ngủ nha. Bộ lụa hết, bộ lụa dây nhá, 55.000 một bộ như thế này, siêu rẻ, siêu rẻ. Lên mã xanh đen luôn dùng nguyên con bộ này, xanh đen con bộ. Chị nào lấy xanh đen, lên xanh đen luôn dùng, xanh đen vàng đỏ đen. Đấy, chị nào lấy màu nào lấy chốt nhá, xanh đen vàng đỏ đen. Xanh cho Thu Trang Ngô, xanh cho Thu Trang Ngô đi xả. Đỏ cũng đẹp. Thu Trang Ngô à, xanh đen hết rồi. Ta đen hết rồi. Đỏ này. Đỏ này cũng là đỏ to. Bữa nay chuẩn bị mua đồ em bé rồi. Xanh đen hết rồi. Chị Bông có rồi, xanh đen hết rồi. Lên mã đỏ, phong này phong 60 nhé. Phong 60 mà 55.000 thôi.
rẻ đẹp với chị em mà nó xanh đen hết rồi. Lên đỏ 55. Chị nào lấy đỏ 55 cho em lấy đỏ 55. Chị em mình thấy những cái đợt mỗi khi em chạy hàng 69.000 đó, sale 69.000 nó rẻ hơn ngoài thị trường, khách bao nhiêu khách bảo là rẻ. Đấy, bữa nay còn đẹp nữa mà em đi chị em 55 đi. Nó không phát liên tiếp lắm. Nha chị nào lấy cái này lên đỏ luôn dùng nguyên nhé. Size này size 60. Cái quần sọc nó form nó nhỏ hơn. Nha chị nào lấy đỏ lên đỏ luôn dùng nguyên size 60 chốt ok con này. Nha chị nào lấy đỏ lên đỏ nhé. Đỏ cho chị Vi Phương cho. Vi Phương cho. Rồi lên vàng. Vàng này cũng là vàng phun to. Những con mà quần sọc là phun của nó tầm 55-57. Hồng cho chị Yến Phạm. Hồng Yến Phạm. Lụa cho chị Bêu. Đỏ cho Bêu La Văn. Đỏ cho Bêu La Văn. Yến Phạm Bêu La Văn. Đỏ này đã nhỏ rồi chị Trang Phạm. Hai cái đỏ này đã nhỏ rồi. Chị lấy đen thì được. Đen này còn đen to này. Đen to còn đỏ là giờ còn đỏ nhỏ thôi. Vàng này cũng vàng to này. Vàng này vàng 60 này. Cảm ơn chị Trần Thùy nhé. Lên mã vàng. Màu vàng này lên sáng da này. Vàng đẹp chưa. Vàng phun 60. Chị Trang Phan, Trang Phan đổi qua dùm em vàng hoặc là đen là có xe to. Vàng Vi Phương Châu rồi. Còn đỏ là còn Vi Phương Châu. Vàng Vi Phương Châu luôn. Vàng Vi Phương Châu. Có đen xe to thì Trang Phan lấy một chút. Còn toàn bộ là xe nhỏ. Còn toàn bộ là phun nào phun 55. Quần sọc là toàn bộ là phun 55-57 hết. Đấy, còn quần chỉnh là phun to hơn là phun 60. Đen nhé, chuyển qua đen dùng nguyên. Chuyển qua đen 55 dễ mình hề. Đen 55. Đen 55 phun 60. Đẹp như thế này mà. Coi còn cọc nào nữa không ba. Nè, nè. 60kg. Đằng trước đấy ba. Đằng trước đấy ba, cái nào phải. Đằng trước ấy. Lên đen luôn dùng nguyên nhé. Chị nào lấy đen, lên đen luôn dùng nguyên 55 thôi. Đấy. Đây ngay sát cửa đó. Hai cọc nó là cọc đen cho chị Yến Phạm. Em bà xả lái cho. Đen Yến Phạm. Đen cho Dung Nguyễn đưa xả lái cho. Đen Yến Phạm, đen Dung Nguyễn và đen Yến Phạm, đen Dung Nguyễn. Yến Phạm, Dung Nguyễn. Yến Phạm. Vàng hết rồi, đỏ xe nhỏ, ờ quên lên công sở. Có lên công sở, xong cộng em lên công sở. Chị của mình nghỉ đó. Thế chị em mình buồn buồn rồi chắc mình ngủ nên là định nghỉ rồi đây. Đồ đỏ này xe nhỏ hơn nha chị Trang Phạm ơi. Xe là xe 57, chị lấy một chút. Nha xe 57. Chị mình để ý vài ba hôm nữa là sẽ không có những cái mảng này để mà bán luôn. Trái hàng như năm ngói cái bộ em sale 69.000 bộ. Bộ một màu thôi chứ không có được phối màu nè. Mà trái hàng luôn. Bao nhiêu đợt hàng không có hàng trả. Cái này nhỏ hết rồi. Cái này to. Cái này to, cái này nhỏ. Cái này to. Cái này nhỏ. Đen còn đen chị lấy đen chấm bi này nè nha. Đồ đỏ cho chị Trang Trang Phạm sao đỏ nãy bà sẽ bỏ xuống thì Trang Phạm cô đỏ gì Trang Phạm. Trang Phạm Trang Phạm không gió nhé, không phải Trang Phạm mà là Trang Phạm. Phạm chị Dung Nguyễn cái gì Dung Nguyễn lấy xe nhỏ thôi lên mã chấm bi coi cưng chưa xe nhỏ thôi xe 52 độ mềm 52-55 nha. Lên mã này mã bi bi 52-55 thôi. Gió hai lớp còn. Nha chị nào lấy bi lên bi. Bi này 52-55 thôi. Cưng dễ mà nó. Cưng hay. Đấy. Chốt bi luôn dùng nguyên 52-55kg thôi. Bóc cho sở cái quần công sở nhé. Quần công sở bên góc bên này nè. Quần công sở chị em mình cứ lên. Và ngày mai có size nào em bóc nữa. Giờ em cũng không biết là hồi nó còn đủ size hay không. Thưa chị bây giờ chị Dung Nguyễn. Bây giờ chị Dung Nguyễn đi. Bỏ của chị Dung Nguyễn hồi nãy cái xe to đi. Bi này nè, bi rồi sẽ bỏ xuống chị Dung Nguyễn này.
cái 57 bỏ cho chị Mỹ Dung một bộ đi. Hồi nãy của chị Dung Nguyễn ấy. Là màu xanh nè. Không, đổi màu bi đi. Đấy, cái kia cái dây Dung Nguyễn đi. Cái dây Dung Nguyễn đi. Không, tí em không lên ăn chó đâu nha. Rồi chút lên luôn dược mẹ này là mã dây hồng. Dây hồng sọc, size nhỏ, size 52, 55. Size 52, 55 cho chị em mình không? Nha, hồng size 52, 55. Những cái bộ này mang sướng lắm luôn. Này, 52, 55 chị em mình chút đẹp mà toàn bộ là mà là hình cu ta như thế này hết. Cái này 52, 55. Chị nào lấy cái này lên chung mã hồng. Hồng, 55k bỏ bì cho nó chị. Đang còn size không à? Đang còn size. Dỡ cái quần mà sợ con. Dỡ cái quần, đang nó dỡ cái quần mà sợ con. Không, đang nhỏ rồi, đang nhỏ rồi. Nó đang nhỏ rồi, không cần nữa. Hết đen to. Hết đen rồi nhá. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nhá. Để coi cái đen này cho nè. Đen này cũng đang nhỏ rồi. Hồng cho chị Chi Hoàng. Đen này cũng đang nhỏ rồi. Đen nhỏ size 52, 55. Chị nào cao gọn lên 55. Đen nhỏ dùng nguyên nhá. Chúc mẹ đen nhỏ. Đây là hồng nè. Chị Trang ơi, chị đang lấy hồng này nè, hồng này to này. Nha, chị nào lấy đen, hồng nhỏ, ôi lộn, đen nhỏ, đen nhỏ, đen nhỏ chị Trang Kiều. Đen nhỏ cho Trang Kiều này sao? Đen nhỏ cho Trang Kiều. Không, hồng này cũng hồng nhỏ đâu. Hồng 52. Hồng nhỏ còn cái này chị cắt tường lấy không nè. Chị cắt tường lấy không nè, 55 đi. Đẹp mà. Đẹp rẻ không phải hàng xổm 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 người ta may ấy đâu. Hàng này toàn hàng số người ta bán 120, 125 hết nè. Nha, lên luôn dưỡng mã nè. Chút lên luôn chung mã này là mã hồng nhỏ xe 52, 55. Hồng nhỏ không? Chị nào lấy hồng nhỏ. Hồng nhỏ. Bộ nguyên mặt có toàn bộ còn xe nhỏ thôi. Bộ nguyên đang mặt còn kiểu khác. Còn toàn xe nhỏ thôi. Bi đen này cũng nhỏ nè. Bi đen nhỏ, chị nào lấy bi đen nhỏ. Lên bi đen nhỏ, có vàng. Vàng, không là vàng nhỏ. 52, 55. Rồi em lên chạy mình công sở. Con vàng này cũng 52, 55 này. Chị nào lấy vàng lên vàng 52, 55 lên luôn dùng. Vàng 52, 55. Sao bỏ xuống bỏ cho nó gọn. Vàng 52, 55. Chị nào lấy vàng 52, 55 chết. Rồi, màu xanh này cưng. Hồng nhỏ cho Việt Nam 55 gì cơ. Xanh này cưng. Lên mã xanh nhỏ. Xanh xe 52, 55 nha. Chị nào lấy xanh 52 lên xanh 52. Này khách không lấy nguyên lấy luôn nha. Nên cái bộ này mà không lấy là nguyên phát luôn ấy. Thì Trang Phạm. Xanh Trang Phạm. Rồi hết. Trang Phạm nhưng phải Trang Phạm. Chị xuống đây. Vàng hết rồi. Vàng cho Trang Thì. Vàng hết rồi. Vàng hả nè. Vàng cứ gọi gì Trang Thì đi. Trang Thì. Hết hồng rồi Trang Thì nha. Còn đen nhỏ đấy chị em mình đó. Còn đen nhỏ, còn tím nhỏ. Xanh em hết rồi chị Diệu ơi. Xanh em hết nhá. Xanh nhỏ em hết rồi. Màu hồng tím, màu gì dễ thương này. Màu hồng tím. Màn còn này mát mát lắm. Đấy, lên mặt hồng tím. Hồng tím đi ngủ cũng phải xinh nha. Xanh nhỏ hết rồi, lai trương nha. Đi ngủ cũng phải đẹp nha. Cặp này coi thì cặp này toàn là nhỏ. Vàng còn này chị em mình, nhưng mà toàn là nhỏ thôi. Vàng nhỏ, xanh than nhỏ, hồng nhỏ, đỏ nhỏ. Đấy, còn toàn xanh nhỏ. Chị nào lấy màu nào chút nè. Nha, xanh than nè, màu đỏ nè, màu hồng nè, màu vàng. Lấy xe nhỏ, xe to. Xe to hết rồi, còn xe nhỏ thôi. Lấy xe nhỏ thì lấy. Em còn từng này mà. Xanh than, đỏ. Đỏ tươi, đỏ đô, hồng và lên luôn dưỡng mã nhỏ kèm mà. Nhỏ kèm màu luôn dùng nguyên. Đây, quần công sở. Quần này chị em mình tranh thủ màu phát. Quần sọc chứ, toàn quần sọc. Toàn quần sọc. Cái này là lụa trượt. Công sở lụa trượt nhá. Xanh than thì Trang Kiều. Xanh
Trang, Trang Kiều. Nguyên sẽ có size đến 60kg. Con quần này, con quần này Nguyên sẽ có size đến 60kg. Lên mã quần công sở luôn dùng Nguyên nha chị em mình ơi. Lên công sở luôn dùng Nguyên nhé. Size đến 60kg chốt hàng. Vàng cộng đỏ nhỏ cho chị Cát Tường. Vàng đỏ nhỏ à. Cát Tường. Lên chị em mình công sở lên mã này nữa thôi nhé. Đầy đủ size, cái này chắc của nó là lụa trượt luôn. Lụa trượt nhé. Gần như là hai biên, các giống chị em mình mua hai biên là chị em đi chắc rồi. Size từ M đến 2XL. Nha chị em mình lên số ký ngày mai mua bóc size nhé. Cái này chị nào mà lên trước còn sai á, em cũng còn lẻ tẻ cái mã này, tại vì mã này lên một like rồi. Mã này em đã lên một like rồi. Em đi luôn cho chị em mình mã nào luôn. Đỏ nhỏ là 52 kg. Cái này em đi luôn chị em 79.000, lên mã này mã công sở. Form của nó là form bed ghi nhá, đẹp lắm. Xịn hơn là Vitex. Mà đi luôn chị em 79.000. Hàng này á chị em mình mua bèo, người ta bán sốt, người ta bán gì em 150.000. Bán sốc là 150.000. Con này chắc của nó là chắc lụa trượt nha chị em mình ơi. Nha. Đấy, lên lưu dưỡng mã này là mã công sở 79.000 một em, từ chị em mình tầm 50 đổ lên, 50 đổ lên, 48 đổ lên đến 62 kg là có sai. Nha, chị nào lấy mã này lên mã công sở luôn dùng, chắc đẹp lắm. Nha, 79.000. Chị nào lấy công sở thì chốt sau ngưng nha. Sau ngưng like cho chị em mình ơi. Vô thử nghiệm luôn. Thử nghiệm luôn. Chị lấy số ký cho em là ok nhá. Size M, size L, size XL và size 2XL cho cái mã này. Chị nào lấy cái này. Hồng nhỏ chị Ngọc Nga. Bộ hồng nhỏ chị Ngọc Nga. Bộ hồng nhỏ cho Ngọc Nga. Được chưa? Hồng nè. 2XL được. Chị em mình cứ lấy số ký được, 2XL được mà, 62 ký được. Nha, chị nào lấy cái này lên mã công sở kèm cho nguyên số ký là ok. Kèm số ký, kèm số ký nha. Size M chị Yến nè. Ánh Trinh nè, chị Tiết Trần nè, xin lỗi cho chị Beo La Văn nè. Trời ơi, chị nào lấy công sở đây chút công sở nhé. Xong ngưng like chị em. Xong ngưng like nha. Không nhỏ chị Ngọc Nga có rồi ấy. Rồi ngưng like nhé. Chị Yến có rồi. Đùi nam em không còn con nào luôn, chả còn con nào hết, sạch sành xanh, sạch sành xanh. Con thấy giống cái mã hầu bán 139.000 đi được. Thôi, có chị tin. Rồi ok nhá, ngưng like nha chị em mình ơi, hẹn chị em mình ngày mai nhá, tắt like. Ngưng like chị em mình nhé. Hẹn chị em mình ngày mai nha. Tắt like nhé. À quên. Chị ơi, sao ai rút cho mình sạch cái áo chống nắng hai lớp đó. Đây đây chờ em xin. Rút cái nắng. Nhưng mà em còn size tầm 55 đổ về thôi. Giờ đang hết size nhé. Chị em đang hết size nhé. Nhưng mà sao chị không đặt lên trang cá nhân đi. Hoặc là em up trong kia cái túi xanh xanh. Em có up lên trên bếp và lên cả lên trang cá nhân rồi mà sao chị không đặt đi. Em đi luôn cho em 125 một đấy, đấy, đấy trong túi đó. Rút cho bà xã cả. Mã này quá xịn. Hàng này là hàng xuất Nhật. Hàng này là hàng của công ty Lansen. Và hàng của nó mỗi cái áo nó kèm một cái phiếu kiểm định. Hàng này là hàng lanh nhung hai lớp. Cái một cái áo này nó kèm một cái phiếu kiểm định. Hàng này giờ toàn đi sỉ, người ta đi sỉ 160, 180 là ôm được hàng sale đó. Em đây cho em mình 125.000. 125.000. Mỗi cái áo nó kèm cả cái phiếu kiểm nghiệm như thế này. 125.000 mới còn size L nhé. Chị nào lấy cái này. Hàng này là hàng xuất Nhật. Con này hàng xuất Nhật, hàng của công ty Lansen nhé. Đi cho chị em mình 125.000. Là nắng lanh dài hai lớp nhé. Đây chị em mình nhìn. Xịn sò 125 cho chị may có một cái. Màu đó ná ná chị em mình không chọn nhé. Sai chi chứ. CL, đang đi CL nha, chị ơi, chị Mai có một cái nè. Hai lớp dài 125.000. Chị em mình hồi
Hồi chị em mình đi đâu đi ngang, ví dụ như các shop người ta treo treo ấy. Cái này em like lúc trưa rồi, dạ em mẫu mang giờ em làm biến, ít giờ làm biến lắm rồi nhá. Hàng chị em mình thử dạo ấy, người ta bán chị em bao nhiêu tiền chạy trang chiều cái nữa, xe L còn mỗi xe L thôi, xe dưới 55 nha chị em mình nhá. Đấy, cái đa chỗ này là xe M à? Cái này xe M. Rồi, ngưng nha, bye bye chị em mình luôn. Bye bye, bye bye, bye bye.